Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 681, thay hắn báo thù rửa hận. 1. Lộ Trùng đang chìm đắm ở trong chữ sư luyện tâm, nghe được một tiếng la sốt ruột vang lên, ngay sau đó liền thấy Lộ Trùng bị một kiếm đâm thủng, đầu óc Trương Huyền thoáng cái nổ tung, viền mắt không nhịn được đỏ ửng. Người học sinh này, tuy rằng biết muộn nhất, lại nắm giữ tín nhiệm cao nhất, tình cảm chân thật nhất đối với hắn. Chết cho ta! Rít gào một tiếng, trong đầu chấn động, một quyển sách màu vàng đột ngột xuất hiện. Lực lượng giống như khiến cho thế giới đổ nát đột nhiên sinh ra. Thiên địa phong vân tụ hội, quyển sách rất nặng giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp rơi vào trên đầu Lương thống lĩnh. Choảng! Hoàn toàn không có chút ngừng lại, đầu lại biến thành dưa hấu dưới búa sắt, nổ nát bấy. Dưới trùng kích mãnh liệt, toàn bộ khe núi xuất hiện một hố to sâu mấy trăm thước, chiều rộng mấy trăm thước. Cái gì? Đám người đinh mục, Lâm Lung nấp ở một bên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa đánh lén, không nghĩ tới Lương thống lĩnh đường đường là chí tôn hậu kỳ, bị thứ xuất hiện trên người đối phương đập một cái, tan thành mây khói, khiếp sợ đến mức sắc mặt đồng thời trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi. Đã sớm đoán ra trong tay vị Trương Huyền này tất nhiên có pháp bảo hộ thân do Dương Sư ban cho, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Đập xuống một chút, thành cái hố lớn như vậy, cho dù là cường giả hóa phàm cảnh, cũng làm không được. Trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biết ngăn cản không được, không dám dừng lại, Đinh Mục cũng không để ý tới bất kỳ người nào, xoay người bỏ chạy. Thuần thú sư Chu Tiến, cũng đuổi theo sát phía sau. Hai người đều đạt tới cấp bậc chí tôn, tốc độ cực nhanh, thời điểm hai lần hít thở lại biến thành một đường trắng, chạy qua khoảng trăm thước. Điện hạ chờ ta. Không nghĩ tới phu quân của mình, chỗ dựa lớn nhất phía sau xoay người bỏ chạy, ngay cả nói cũng chưa từng nói, sắc mặt Lâm Lung trắng bệch, vội vàng đuổi theo. Chết đi. Ánh mắt đỏ như máu, nhìn có người từ phía sau khối đá chạy ra, làm sao không biết là quỷ kế của bọn họ, Trương Huyền rít gào một tiếng thật dài, quyển sách màu vàng xoay quanh trên không trung, lại đập tới. Ầm ầm. Biến cố lớn, phạm vi mấy trăm thước lại bị mài bằng. Lâm Lung bị đập ở phía dưới, biến thành thịt vụn. Ninh Mục, Chu Tiến trốn tương đối nhanh, lúc này mới may mắn tránh khỏi tai họa. A, man thú nhanh hơn, nhanh. Nhìn thấy được cảnh tượng phía sau, hai người khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cái gì thái tử phi, cái gì thê tử, lại không quan tâm nữa, phóng người nhảy lên, rơi vào trên lưng của kim lân thú tia chớp, bay thẳng về phía trước. Pháp bảo này của Trương Huyền quá mạnh, cường giả hóa phàm cảnh, cũng có thể dễ dàng đập chết, càng chưa nói tới bọn họ. Không trốn đi nữa, chỉ có một con đường chết. Chết! Trong tiếng gầm thét, Trương Huyền đang muốn khống chế sách màu vàng, cũng lập tức giết chết hai người một thú này, lại nghe, ong! Một tiếng, quyển sách biến mất, ngay sau đó một cảm giác mệt mỏi dã rời cực lớn dâng lên, khiến cho đầu óc hắn ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Lộ Trùng! Biết man thú chí tôn trung kỳ bay đi, lại không đuổi kịp nữa, Trương Huyền cố nén choáng váng trong đầu, nhìn về phía người học sinh trước mắt này. Chỉ thấy khuôn mặt kiên nghị của người học sinh này, vì báo thù, cố nén 2 năm không nói lời nào, vì nâng cao thực lực, sử dụng độc dược cửu tử nhất sinh cũng không oán không hối hận, mắt nhắm chặt, dĩ nhiên không còn chi giác. Chỉ có điều, hình như thấy được lão sư an toàn, mặc dù lại không có cách nào mở mắt nữa, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười mỉm. Hai tay vẫn nắm chặt trường kiếm đâm vào ngực, chết sống cũng không buông tay. Hình như là đang nói, cho dù chết, lão sư chỉ cần không có việc gì, là tốt rồi. Chân khí thiên đạo có thể trị tất cả thương thế, ngươi không có việc gì. Nước mắt chảy ra, cầm bàn tay của đối phương, chân khí thiên đạo trong cơ thể Trương Huyền, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Lão sư làm sao biết được ta muốn báo thù? Vẫn mong liễu lão sư dạy ta. Ngươi không thể tổn thương hắn, bởi vì, hắn là lão sư của ta. Nhớ lại từng từ khi ở cùng người thiếu niên, trong lòng Trương Huyền thầm run rẩy. Từng trải qua 2 năm, câm điếc, Lộ Trùng không nói nhiều. Trong thời gian tiếp xúc, không nói được mấy câu, có chỉ là ánh mắt kiên định, bóng lưng trầm ổn. Vì có thể báo thù, quỳ gối trước học viện 7 ngày 7 đêm, không nói đôi câu vài lời. Rèn luyện độc thể, đau khổ mấy đi nữa cũng không kêu khổ một tiếng, hoàn toàn không lùi bước. Biết rõ Lâm gia cường thế, vẫn tiến lên. Người thiếu niên này không muốn nói, lại kiên trì không ngừng, khiến người ta cảm giác lạnh như băng, thật ra trong lòng lại rất mềm yếu. Nếu không,
cũng không có khả năng chắn ở trước mặt, tình nguyện bản thân chết đi, cũng không muốn lão sư bị bất cứ thương tổn gì. Lộ Trùng, học sinh của ta, là lão sư không bảo vệ tốt cho ngươi. Ngươi mau tỉnh lại, cho lão sư một cơ hội lấy công chuộc tội. Chân khí thiên đạo không cần tiền điên cuồng truyền vào, nhưng mà bóng dáng gầy gò nghị lực của Lộ Trùng, lại vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Nhìn thấy được người thanh niên trước mắt, giống như phát điên, sắc mặt Mạc Vũ trắng bệch. Một cảnh tượng vừa rồi, quá mức nhanh chóng, tuy rằng trong mắt nhìn thấy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tưởng rằng, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Thế nào cũng không ngờ được, một đệ tử lại vì hắn, cam tâm tình nguyện bỏ ra sinh mạng. Nắm đấm của nàng siết chặt, vội vàng tiến về phía trước. Trương Huyền. Nàng hô một tiếng, không có phản ứng chút nào. Trương Huyền. Nàng lại hô một tiếng nữa, mới nhìn thấy thiên tài nổi bật nhất Thiên Vũ Vương Thành, với ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu, giống như mất đi hồn phách. Đừng có gấp, y thuật của ngươi vô song, có thể, Lộ Trùng sẽ không có việc gì. Trong lòng quặn đau một hồi, Mạc Vũ không nhịn được nói. Đúng, ta có y thuật. Chương 682, thay hắn báo thù rửa hận. 2. Đối phương nhắc nhở, lúc này Trương Huyền mới phản ứng được. Ánh mắt mờ mịt lại một lần nữa tập trung. Không sai. Hắn không chỉ có y thuật, còn có thiên đạo đồ thư quán. Dưới thiên đạo, không chỗ nào che giấu được. Chỉ cần không phải thịt nát xương tan, chắc hẳn đều có biện pháp. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, một lần nữa tập trung tinh thần. Chỗ thiếu hụt. Trong lòng hắn khẽ kêu lên, trong đầu xuất hiện một quyển sách. Hắn vội vàng mở ra. Còn cứu được. Liếc mắt thoáng nhìn nội dung phía trên. Toàn thân Trương Huyền run lên, sắc mặt thoáng chút trở nên ửng đỏ. Vốn tưởng rằng bị trường kiếm của cường giả Chí Tôn đâm thủng ngực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, lại còn có một tia khí tức. Phía trên quyển sách viết chi chít đầy các loại chỗ thiếu hụt. Kinh mạch trong cơ thể Lộ Trùng, gần như bị chân khí của cường giả Chí Tôn, làm vỡ nát tất cả. Nội tạng cũng bị tổn thương nặng nề, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào, loại tình huống này, khẳng định đã chết. Chỉ có điều. Hắn tu luyện qua thiên đạo kim thân và độc thể, thân thể cường đại vượt xa so với người bình thường gấp mấy lần. Lại thêm chân khí thiên đạo truyền vào đúng lúc này mới lưu lại một tia sức sống. Trước hết chữa trị kinh mạch, nội tạng. Dung nhập tất cả sách của nghiệp đoàn y sư trong đầu, lĩnh ngộ lý giải, cho dù không cần đồ thư quán, y thuật của Trương Huyền cũng không thua kém gì y sư tam tinh. Biết tình hình hiện tại, hắn chữa trị vết thương trên người đối phương trước. Hắn lập tức không nói thừa. Chân khí thiên đạo chậm rãi ở chảy xuôi trong cơ thể đối phương, tu bổ tổn hại kinh mạch và thân thể trong đó. Đồng thời hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương đút xuống. Cướp đoạt hết Lâm gia, loại dược vật chữa thương này, trong chiếc nhẫn chữ vật có rất nhiều. Đừng nói một viên, cho dù lấy ra tất cả, chỉ cần có thể khiến đối phương tỉnh lại, đều không tính là gì cả. Trương Huyền. Thấy người thanh niên một lần nữa khôi phục lại thần thái, bắt đầu cứu chữa. Lúc này Mạc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu nhìn lại, đồng tử co lại. Chỉ thấy vết thương của Lộ Trùng, ở dưới chân khí của đối phương truyền qua, khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước đó mất máu quá nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận. Tuy rằng vẫn mê man, nhìn bề ngoài, so với lúc trước không bị thương, không khác nhau quá nhiều. Chỉ dựa vào chân khí, hoàn toàn chữa trị thân thể. Thân thể run rẩy, Mạc Vũ khó có thể tin được. Trước đó, mặc dù nàng đã thấy vị trước mắt này thi triển y thuật, nhưng gần như đều sử dụng ngân châm đâm vào huyệt, sau đó kê ra phương pháp luyện đan. Như vậy là có thể chữa trị thương thế, tu bổ kinh mạch. Chân khí phải tinh thuần tới mức nào? Chẳng lẽ là, chân khí trên tam phẩm? Đồng tử nàng co lại. Chân khí trên tam phẩm, tinh thuần đến cực điểm, có thể chữa thương, khơi thông gông cùm xiềng xích trong kinh mạch. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là trong truyền thuyết. Không nghĩ tới tự nhiên có thể chính mắt thấy được. Có thể truyền ra loại công pháp tu luyện chân khí này, Dương sư lại phải mạnh tới mức nào. Thảo nào có thể khiến cho Tô sư, Lăng sư đều cam tâm tình nguyện ra tay vì hắn. Phù, chữa trị hoàn chỉnh một đường kinh mạch cuối cùng trên người Lộ Trùng, Trương Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hắn lại hình thành quyển sách mới, hắn liếc mắt thoáng nhìn, sắc mặt tái xanh. Lão sư, Lộ Trùng như thế nào? Triệu Nhã không nhịn được nhìn qua. Thân thể không có vấn đề quá lớn, chính là ý thức rơi vào giấc ngủ sâu, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lộ Trùng bị tổn thương thật sự quá lợi hại,
Cho dù chân khí thiên đạo có uy lực vô song, có thể hoàn toàn khôi phục được thương thế ở trên thân thể hắn, nhưng trên phương diện ý thức lại bất lực. Nói cách khác, hắn hiện tại, giống như người sống thực vật, có khả năng ngày mai lại tỉnh, cũng có khả năng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Nhã hỏi tiếp. Ta cũng không biết. Trương Huyền lắc đầu, lại lộ ra vẻ cô đơn. Tuy rằng đã biến tất cả sách của nghiệp đoàn y sư thành kiến thức của mình, nhưng loại tình huống này, hắn cũng nghĩ không ra được phương pháp giải quyết. Kinh mạch bế tắc, thân mắc bệnh tàn tật, không có cách nào đột phá. Chân khí thiên đạo vẫn có thể trị liệu, nhưng thuộc về ý thức, thuộc về linh hồn, huyền diệu khó giải thích. Chân khí thiên đạo lại nghịch thiên nữa, có thể giúp đỡ được cái gì? Chúng ta không có cách nào, nhưng có lẽ Dương Sư có thể chữa trị được. Mạc Vũ không nhịn được nói chen vào. Dương Sư, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Dương Sư, là giả, không tồn tại. Hắn chính là vị, cao nhân, này, mình không có cách nào, chẳng khác nào đối phương cũng không có cách nào. Ta nghe nói danh sư ngoài thất phẩm, không chỉ có thể dùng ngôn ngữ thay đổi hành vi cử chỉ của người khác, còn có thể ảnh hưởng tới ý thức, lục soát linh hồn. Lộ Trùng chỉ là rơi vào giấc ngủ say. Nếu có loại danh sư cấp bậc như vậy, tiến vào trong óc của hắn, có lẽ lại có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Mạc Vũ nói tiếp. Ảnh hưởng ý thức, lục soát linh hồn. Trương Huyền nhất thời siết chặt nắm đấm. Giống như đối phương nói, Lộ Trùng chỉ là ý thức ngủ say. Nếu thật sự có người nào có thể tiến vào óc của hắn, có lẽ thật sự có thể tỉnh lại. Ừ, tuy rằng đây là nghe người khác nói, nhưng danh sư cấp bậc càng cao, thủ đoạn càng nhiều. Chúng ta nghĩ không ra biện pháp, chưa chắc cấp bậc cao hơn lại không thể. Mạc Vũ nói. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Thật giống như thai độc tiên thiên của hắn, Thiên Huyền Vương Thành và độc điện không có phương pháp giải quyết, danh sư đường lại có. Tuy rằng cũng rất khó, nhưng chí ít tốt hơn chẳng khác có phương hướng nào. Tình hình Lộ Trùng hiện tại, hắn bất lực, nhưng dựa theo cấp bậc cao, xem sách càng nhiều, có lẽ lại có phương pháp tốt hơn. Ta sẽ đi tìm danh sư lợi hại, chỉ có điều, trước đó. Nghĩ vậy, an tâm hơn không ít, mắt Trương Huyền nheo lại. Một sát ý từ trong cơ thể sôi trào phát ra, giống như kinh đào, khiến thiên địa cũng bị nhấn chìm. Trước hết phải thay hắn, báo thù rửa hận. Chương 683, thực lực của Hiên Viên Vương quốc 1. Làm người hiện đại sinh ra ở thời đại tin tức lớn bùng nổ, có thể giải quyết, Trương Huyền không muốn động thủ giết người. Ai có thể ngờ được, cũng bởi vì điểm ấy, hại Lộ Trùng. Sớm biết như vậy, chắc hẳn phải bảo Tiểu Tô giết chết Lâm Lung, Lương thống lĩnh này. Bằng không, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Báo thù. Đôi mi thanh tú của Mạc Vũ thoáng nhíu lại. Thù nhất định là phải báo. Nhưng ngươi, hiểu rõ đối với Hiên Viên Vương quốc không? Trương Huyền lắc đầu. Hiên Viên Vương quốc là quốc gia cao cấp hơn Thiên Vũ Vương quốc, cho dù có tin tức cặn kẽ, cũng sẽ bị phong kín che giấu, rất ít người biết được, không có khả năng ngang nhiên trưng bày ở tàng thư khố, để cho tất cả mọi người quan sát. Bởi vậy, tri thức trong đầu hắn, đối với Hiên Viên Vương quốc cũng có miêu tả, nhưng liên quan đến cơ mật lại hàm hồ qua loa. Cho nên, cho dù xem xong toàn bộ tàng thư khố, đối với vương quốc phong hào này, hắn cũng không hiểu nhiều. Chí ít ở trên phương diện đẳng cấp võ lực, phân chia thế lực, hắn biết cũng không phải quá rõ ràng. Không biết được rõ ràng, lại muốn báo thù. Mí mắt giật một cái, Mạc Vũ trừng mắt. Trái tim lại thật là lớn. Đối tượng ngươi muốn báo thù là Thái tử Hiên Viên Vương quốc. Lão quốc chủ bệnh nặng, tồn tại bất cứ lúc nào cũng sẽ đăng cơ độc tài quyền to. Người như thế hoàn toàn có thể điều động lực lượng của một quốc gia, giao chiến với ngươi. Trước không nói vương quốc phong hào có bao nhiêu binh sĩ, có thể điều động lực lượng lớn tới mức nào. Chỉ nói con số cao thủ, lại không thể đơn thương độc mã xông vào. Trừ khi nắm giữ thực lực giống như Tô Sư. Hơn nữa, cho dù có thực lực như vậy, muốn giết thái tử có thể so với quốc chủ nước người ta, khẳng định cũng sẽ phải chịu các loại ngăn cản, phiền phức không nhỏ. Muốn ở Hiên Viên Vương quốc có địa vị và danh tiếng nhất định, ít nhất phải đạt được chí tôn cảnh. Hơn nữa còn phải đạt được ngoài trung kỳ. Tu vi người bây giờ, tuy rằng vô địch trong nửa bước chí tôn, nhưng so với cường giả chí tôn chân chính, vẫn kém hơn một ít. Có chút do dự, Mạc Vũ sử dụng lời lẽ tương đối ôn hòa nói. Vị trước mắt này vừa mất đi học sinh, nàng sợ nói quá nghiêm trọng, kích thích đối phương, lại dẫn tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Không phải kém một chút. Gặp phải cường giả chí tôn, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Trương Huyền xua tay. Chí tôn cảnh, đỉnh phong nhất của võ giả, đạt được trung kỳ, lại nắm giữ lực lượng 2 vạn đỉnh. Hậu kỳ 3 vạn, đỉnh phong 4 vạn. Hiện tại, cường lực thân thể của hắn phối hợp với chân khí, cũng chỉ có không đến 1 vạn 5 ngàn đỉnh. So với chí tôn động hay không động cũng mấy vạn đỉnh, còn kém một mảng lớn. Huống gì tu vi đạt được mức như vậy, lực lượng chỉ là một tiêu chuẩn so sánh. Đột phá chí tôn, bất kể tốc độ phản ứng, kiến thức hay là lý giải đối với võ học, tông sư đều không thể nào so sánh được. Biết là tốt rồi, ý kiến của ta là, 3 tháng sau thi đấu danh sư lại bắt đầu, hiện tại không thích hợp gây phiền toái. Chỉ cần ngươi tham gia thi đấu, có thể thu được thứ hạng không tệ. Có thể lấy cái này làm chỗ dựa, yêu cầu nghiệp đoàn danh sư báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, thuận lý thành chương, không ai sẽ nói cái gì, cũng rất thuận tiện, đơn giản. Nói ra suy nghĩ của riêng mình, Mạc Vũ nói. 3 tháng sau lại phải thi đấu danh sư, thực lực bản thân không đủ, mạnh mẽ đi báo thù, một khi bị thương, hoặc gặp phải nguy hiểm, làm sao bây giờ? Còn không bằng tham gia thi đấu trước, thắng được thứ hạng và địa vị, đến lúc đó lại mang theo uy thế vô địch. Chỉ sợ coi như có người muốn che chở, cũng không che chở nổi. Danh sư địa vị tuy cao, nhưng cũng chỉ là tương đối. Danh sư nhị tinh ở Thiên Vũ Vương quốc rất lợi hại, đến Hiên Viên Vương quốc, Liên Minh Vạn quốc, một bọt sóng cũng không tạo ra nổi. Chỉ có bản thân thực lực mạnh hơn, hoặc thật sự khiến cho mọi người ý thức được tiềm lực vô hạn, có khả năng khiến cho người ta coi trọng, không ai dám cùng đối địch. Nếu không, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là phù vân. 3 tháng ta đợi không được, tin tưởng, Lộ Trùng cũng không muốn để chúng ta chờ. Liếc mắt thoáng nhìn học sinh hôn mê bất tỉnh, ánh mắt Trương Huyền sáng như điện. 3 tháng quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Làm hại Lộ Trùng thảm như vậy, còn để cho hắn tiếp tục ung dung tự tại thêm 3 tháng. Đùa gì thế? Nhưng thực lực của ngươi, ngay cả nửa bước chí tôn còn chưa từng đạt được, làm sao báo thù? Cho dù thật sự muốn, cũng ít nhất phải nắm giữ chí tôn đỉnh phong, mới dám qua. Nếu không, rất dễ dàng bị giết chết. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Mạc Vũ có chút nóng nảy. Người này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta cũng đã nói, Hiên Viên Vương quốc, cường giả chí tôn cũng không dám làm càn. Ngươi ngay cả một nửa bước chí tôn còn chưa từng đạt được, cứ như vậy chạy tới, không phải đâm đầu vào chỗ chết là cái gì? Phải biết rằng cảnh nội vương quốc phong hào, chí tôn đỉnh phong chộp một cái cũng được một đám lớn. Nếu thật sự vô địch, sợ rằng ít nhất phải đạt được nửa bước hóa phàm. Chí tôn đỉnh phong mới dám đi. Vậy cũng đơn giản. Trương Huyền nói. Đơn giản, lẽ nào, ngươi có biện pháp nào? Thấy hắn nói tự tin, ánh mắt Mạc Vũ nhất thời sáng lên. Xem ra là có chỗ dựa, mình quá lo lắng. Nói cũng đúng, thiên tài như thế, làm sao có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy? Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hỏi xem thử rốt cuộc có chỗ dựa gì, khiến cho hắn có tự tin như vậy. Lại thấy người thanh niên vẻ mặt bình tĩnh. Rất đơn giản, mấy ngày tới nghĩ biện pháp đột phá đến chí tôn đỉnh phong không được sao? Phụt! Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Mạc Vũ thiếu chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết. Trời ạ! Ngươi vừa phải một chút có được hay không? Chí tôn là cửa ải cuối cùng của võ giả, độ khó to lớn, so với tông sư còn cao hơn gấp mấy lần. Ngươi tưởng rau cải trắng trong chợ bán thức ăn, một lần thấy một đống lớn. Chộp một cái được một sấp dày sao? Mấy ngày tới nghĩ biện pháp đột phá. Ta có thể từ từ nói chuyện sao? Nếu như để cho những người bị dừng lại ở tông sư đỉnh phong nghe được, khẳng định tức giận đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt, hóa ra là cái này. Chương 684, thực lực của Hiên Viên Vương quốc 2. Triệu Nhã, còn không khuyên bảo lão sư các nàng. Nàng thật sự không nhịn được, nhìn về phía nữ hài đứng bên cạnh. Khuyên can, lão sư nói đúng, làm gì phải khuyên can. Triệu Nhã nhìn qua, vẻ mặt nghi ngờ. Mạc Vũ phát điên. Đây chính là chí tôn, không thể nào dễ dàng đột phá như vậy. Đừng nói mấy ngày, cho dù 3 tháng dùng hết để tu luyện, cũng không đột phá nổi. Lão sư từ ích huyệt cảnh đến bây giờ, chỉ dùng hết 1 tháng. Thời gian tới Thiên Vũ Vương Thành, mới là thông huyền cảnh đỉnh phong, hiện tại đã là tông sư đỉnh phong, chỉ có 10 ngày ngắn ngủi. Không có việc gì, yên tâm đi. Triệu Nhã an ủi. Trên đường đi tới, lại là chuyện rất lợi hại, cũng phát sinh qua trên người lão sư. Đừng nói mấy ngày đột phá chí tôn, cho dù bảo ngày mai đạt được hóa phàm,
bọn họ cũng tin tưởng. Chuyện lớn bao nhiêu đâu, ngươi xem ngươi nhất thời kinh sợ như vậy. Mạc Vũ, đây đều là, người gì vậy? Mấy ngày đột phá chí tôn, chẳng những không kinh ngạc, khủng hoảng, còn hoàn toàn đều cho rằng là đương nhiên. Nàng vội vàng nhìn lại về phía đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh. Thấy tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua, ý tứ hình như là đang nói, nhìn nàng chưa thấy qua việc đời. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Mạc Vũ nôn ra máu. Đường đường là công chúa của Vương Thiên Vũ Quốc, danh sư nhất tinh, tự nhiên bị một đám học sinh khinh bỉ. Còn có thiên lý hay không? Chỉ có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Người trước mắt này, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thời gian sát hạch danh sư, vừa mới đột phá đến tông sư, kết quả thời điểm chiến đấu với Lâm gia, đã là tông sư đỉnh phong. Dường như cũng vượt qua 6, 7 ngày. Đột phá tông sư dễ dàng như vậy, có thể. Chí tôn thật sự giống như hắn nói, mấy ngày là có thể hoàn thành. Cho dù có thể đạt được chí tôn đỉnh phong, trên phương diện thực lực không có vấn đề. Nhưng Đinh Mục là thái tử của Vương quốc Phong Hào, địa vị được tôn sùng. Động thủ với hắn, chẳng khác nào khiêu chiến một vương quốc. Ta sợ, sẽ gặp phải danh sư Đường ngăn cản. Cố nén phiền muộn bị khinh bỉ, không dây dưa trong vấn đề này, Mạc Vũ tiếp tục nói. Ngăn cản, danh sư Đường không phải bảo vệ danh sư sao? Trương Huyền nhướng mày, không giải thích được. Danh sư Đường, là tổ chức của danh sư. Hiện tại danh sư bị sỉ nhục, ngang nhiên có người muốn ám sát, không giúp báo thù cũng không tệ, còn che chở cho hung thủ. Danh sư Đường là phải bảo vệ danh sư, nhưng, dính dáng tới một vương quốc phong hào, lại không nhất định. Một khi loại đẳng cấp thái tử này bị giết, tất nhiên rơi vào náo động, làm không tốt sẽ gây ra chiến tranh, tạo thành sinh linh đổ thán, 10 vạn vạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Vì đề phòng chuyện như vậy phát sinh, danh sư Đường sợ rằng sẽ lựa chọn đối phương, mà không phải là ngươi. Dù sao, ngươi chỉ là một danh sư nhị tinh sơ kỳ. Phân lượng còn chưa đủ lớn. Mạc Vũ nói tiếp. Lại nói, danh sư Đường ở Hiên Viên Vương Quốc, ở chung cùng Vương Thất không biết bao lâu, sẽ có địa phương bảo vệ. Ngươi một người ngoài, tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị xa lánh. Điều này, Trương Huyền dừng lại. Nàng nói mặc dù khiến người ta căm tức, nhưng có thể là sự thực. Mục đích tồn tại của danh sư Đường, chính là vì duy trì hòa bình một phương, cố gắng hết mức tránh cho chinh chiến. Mình vừa đi qua, lại muốn giết chết thái tử, người kế vị của người ta. Không khuyên can cũng không thể. Huống gì, cho dù danh sư Đường lại vượt ra ngoài hoàn CN, nhưng tồn tại ở Hiên Viên Vương Thành không biết bao nhiêu năm, khẳng định có như vậy, nhân tình thói đời như vậy. Dựa vào thân phận một danh sư nhị tinh từ bên ngoài đến, muốn đối phương không quan tâm không hỏi, quả thật rất khó làm được. Quy định vô tư, nhưng người có tình cảm. Thật sự có vấn đề. Nghĩ thông suốt những điểm này, Trương Huyền gật đầu. Hắn không nhịn được nhìn qua. Lẽ nào không có biện pháp gì giải quyết? Có thì có, chính là, quá khó khăn. Mạc Vũ lắc đầu. À, muốn danh sư Đường ở Hiên Viên Vương Quốc không gây phiền toái. Thậm chí còn hỗ trợ cho ngươi, vậy phải nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ nghe lời ngươi nói. Mạc Vũ nói, nghe lời của ta, ý tứ của nàng chẳng lẽ là, sông Đường. Trương Huyền sửng sốt, muốn khiến cho một chỗ danh sư Đường, nhanh chóng nghe theo lời một vị danh sư nói, quả thật có một biện pháp. Đó chính là, sông Đường. Cái đó cũng giống như đập quán của võ quán. Dựa vào thực lực cá nhân, sông ngang danh sư Đường, chỉ cần thông qua. Không quan tâm ngươi thực lực và yêu cầu gì, danh sư Đường này đều sẽ nghe theo vô điều kiện. Cái từ này, trong sách của danh sư Đường từng có ghi chép. Đối phương vừa nói, hắn nhất thời nghĩ tới. Không sai, chính là sông Đường. Chỉ có điều, Đường chủ trấn giữ danh sư Đường của Hiên Viên Vương Quốc, dĩ nhiên đạt được cấp bậc tam tinh, thực lực cũng đạt được nửa bước hóa phàm. Muốn sông Đường, khó khăn thế nào, không có năng lực và thực lực của danh sư tứ tinh, gần như hoàn thành không có khả năng. Mạc Vũ chậm rãi nói, Đường chủ, trưởng lão danh sư Đường của Hiên Viên Vương Quốc, đều đạt được cấp bậc tam tinh, thực lực càng cường đại đáng sợ. Sông Đường dính dáng tới các mặt, cũng giống như cái gọi là tranh luận đan, không có thực lực và lượng tri thức tuyệt đối, là không có khả năng thành công. Nếu như bọn họ thức thời, không đi quản chuyện này, ngược lại cũng thôi. Nếu như nhất định muốn bảo vệ vị thái tử kia. Ánh mắt Trương Huyền híp một cái, siết chặt nắm đấm. Vậy ta cũng không ngại, xông một chút, thử xem.
Chương 685, Hiên Viên Thú Đường 1. Lộ Trùng vì hắn, tính mạng cũng có thể không cần, vì đối phương, hắn lại có cái gì không bỏ qua được. Đối địch cùng một vương quốc phong hào thì như thế nào? Đối địch với một tòa danh sư đường lại như thế nào? Lộ Trùng, yên tâm, dám tổn thương ngươi thành như vậy, không quan tâm đối phương là ai, vi sư đều sẽ báo thù cho ngươi, khiến cho hắn hối hận vì đã làm như vậy. Được rồi. Biết người trước mắt này đã khuyên can không được, Mạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi Hiên Viên Vương Quốc. Trương Huyền gật đầu, kêu lên một tiếng. Trong không trung có một hồi gào thét, thiết sĩ khiếu thiên thú bay tới, hạ xuống trước mặt. Chỉ có đi nơi đó, mới có thể tìm được công pháp chí tôn cảnh chân chính, mới có thể làm cho thực lực tăng lên rất nhanh. Nếu không, tất cả đều không có tác dụng. Cũng giống như nàng nói. Không đủ thực lực, tất cả đều chỉ là lời nói suông, làm không tốt còn có thể chết. Hiên Viên Vương thành quốc gia của Hiên Viên Vương quốc, cách nơi này khoảng chừng hơn 10 vạn cây số. Thiết sĩ khiếu thiên thú thực lực nửa bước chí tôn, cho dù toàn lực bay, chí ít cũng mất 7, 8 ngày. Mạc Vũ nói, làm vương quốc phong hào, diện tích Hiên Viên Vương quốc càng rộng lớn hơn. Từ nơi này đến vương thành của đối phương, 7, 8 ngày đã tính là rất nhanh. 7, 8 ngày. Trương Huyền sửng sốt. Lâu như vậy, cũng không khác gì thời gian hắn vượt qua ở Thiên Vũ Vương Thành. Mạc Vũ gật đầu. Đúng vậy, đây đã là tốc độ cực hạn của nửa bước chí tôn. Trừ khi đạt được chí tôn, khoảng 3 ngày là có thể đến. Nếu không, chỉ có thể chạy tới như vậy. Nửa bước chí tôn và chí tôn, chỉ kém một cấp bậc nhỏ, đối với man thú bay mà nói, lại có thể khiến cho tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Chí tôn có thể nhanh nhiều như vậy sao? Vậy hãy để cho nó đột phá. Trương Huyền gật đầu. Khiến cho nó đột phá. Mạc Vũ cười khổ. Nàng ngược lại đã quên mất điều này. Người trước mắt này không chỉ là một danh sư lợi hại, còn là một vị thuần thú sư cường đại, nhất là sáng tạo ra, phương pháp đánh thuần thú, độc đáo, đến bây giờ cũng làm cho người ta giống như hòa thượng đầu chọc sờ không thấy tóc, không biết rốt cuộc vì loại nguyên nhân nào, khiến cho man thú nghe lời, thậm chí đột phá. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy người thanh niên đã động thủ, đi tới trước mặt thiết sĩ khiếu thiên thú, một quyền đập tới. Ầm 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 ầm, nắm đấm rơi vào trên người man thú, đổi lại thành thuần thú sư khác, không chút kiêng kỵ như vậy, cho dù ký kết khế ước, khẳng định cũng sẽ khiến cho nó phản cảm. Con vật này thì hay rồi, thấy hắn ra quyền, hưng phấn không ngừng gầm rú, nằm ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đầy thích thú. Bị đánh còn là bộ dáng này, chắc hẳn cũng phần độc nhất. Ầm ầm, bị đánh một hồi, thiết sĩ khiếu thiên thú giống như trong dự liệu, gào thét một tiếng chói tai, đột phá gông cùm xiềng xích, khí tức xông thẳng lên trời. Chí tôn cảnh, khiếu thiên thú đạt được cấp bậc này, hình thể càng khổng lồ hơn, lực lượng cũng càng hung hiểm hơn. Leo lên lưng thú, nhận thức chuẩn phương hướng, mọi người bay thẳng về phía trước. Ngồi xếp bằng, Trương Huyền nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc đó tình huống nguy cấp, một lòng muốn giết chết Lương Thanh Mệnh. Không nghĩ nhiều như vậy. Kết quả sách màu vàng lại xông ra, đập chết đối phương. Chẳng lẽ, quyển sách thiên đạo này, còn có tác dụng đập chết người? Vừa rồi có đồ thư quán này liền suy nghĩ, người khác ném ra pháp bảo, hắn ném ra sách báo. Không nghĩ tới, lại là sự thật. Nhớ tới uy lực của quyển sách, hắn liền không nhịn được cảm thán không thôi. Chí tôn hậu kỳ ngay cả phản kháng cũng chưa từng phản kháng, đã bị đập thành thịt vụn. Sợ rằng so với cường giả hóa phàm công kích cũng cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, nếu quả thật muốn động thủ, cho dù tô sư, có khả năng cũng không chịu được. Đáng sợ. Đáng tiếc, chỉ có một quyển. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vật này đúng là cường đại, nhưng, chỉ có một quyển, hơn nữa đã sử dụng, cho dù muốn tìm, cũng mất. Nhận học sinh cảm kích, mới có khả năng ngưng tụ. Xem ra sau này, vẫn phải thu nhiều học sinh. Làm ra thêm mấy cái. Có thể khiến cho tri thức đồ thư quán, biến thành của mình, khiến cho mức độ tâm cảnh trực tiếp tăng cao 5.0, còn có thể vượt cấp đập chết kẻ địch. Sách màu vàng mặc dù chỉ lĩnh ngộ được 3 tác dụng, nhưng cái sau đáng sợ hơn cái trước. Sau này có nhiều thứ này, pháp bảo gì cũng có thể không cần mang theo. Ai dám tìm phiền toái, một quyển sách ném qua, cường thịnh mấy đi nữa cũng không chịu được. Có thể đập chết người, nhưng hình như có hạn chế thời gian. Đại khái ở trong khoảng 10 giây đồng hồ. Hồi tưởng lại cuộc chiến đấu vừa rồi.
nhìn thấy được Lộ Trùng bị giết, tâm cảnh xúc động phẫn nộ, không nghĩ quá nhiều. Lúc này thời gian rảnh rỗi, cẩn thận cân nhắc, khiến cho hắn tìm ra một ít quy luật. Quyển sách thiên đạo này, chỉ cần ý niệm mãnh liệt, có thể chủ động bay ra ngoài giết người. Chỉ có điều, rời khỏi thân thể, ở bên ngoài duy trì khoảng 10 lần hít thở, sẽ biến mất. Nếu không có hạn chế này, làm sao có thể để cho đám người Đinh Mục chạy trốn? Nếu không, một quyển sách đập xuống, cho dù hóa phàm cảnh cũng phải chết, đừng nói hai người này. Trải qua chữ sư luyện tâm, tâm cảnh lại tiến bộ không ít. Chương 686, Hiên Viên Thú Đường 2. Quan sát chữ do Khổng Sư tự tay viết, khiến cho hắn tiến vào ý cảnh đặc biệt chữ sư luyện tâm. Nếu không vì cái này, nắm giữ thân pháp thiên đạo, cho dù cường giả chí tôn muốn giết chết mình, cũng không dễ dàng như vậy. Mức độ tâm cảnh, đạt tới 12.1, sát hạch danh sư tứ tinh, cũng thoải mái. Thời gian chữ sư luyện tâm tuy rằng ngắn, dù sao cũng là chữ do Khổng Sư tự tay viết, tác dụng rất lớn, khiến cho tâm cảnh của hắn có tiến bộ rất lớn, đủ tăng lên 1.0. Mỗi 3.0 là một thang độ, nói như vậy, mức độ tâm cảnh của hắn đã có thể sát hạch danh sư tứ tinh. Mức độ tâm cảnh tăng, mắt minh lý cũng cường đại hơn so với trước đây. Trước đây, chỉ có thể quan sát cùng cấp bậc hoặc tu vi thấp với mình. Mà bây giờ, cho dù gặp phải nửa bước chí tôn, cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ thiếu hụt, vấn đề. Dựa theo mức độ tâm cảnh đạt được 12.1, có thể so sánh với danh sư tứ tinh, mắt minh lý cũng có sự lột xác. Hiện tại thực lực của hắn là tông sư đỉnh phong, đổi lại thành trước đây, là nhìn không thấu nửa bước chí tôn. Mà lúc này, cho dù có cường giả thực lực như vậy xuất hiện, cũng có thể nhìn thấu, không cần phải dựa vào thiên đạo đồ thư quán nữa. Đồ thư quán tuy rằng nghịch thiên, lại có rất nhiều tính giới hạn. Ví dụ như, chỉ có thi triển võ kỹ, hoặc hôn mê mới có khả năng biểu hiện sách. Mắt minh lý lại khác, chỉ cần tiêu hao mức độ tâm cảnh nhất định, có thể dễ dàng sử dụng, đơn giản thuận tiện, càng thực dụng hơn. Không chỉ có như vậy, uy lực sư ngôn thiên bẩm đã gia tăng không ít. Hiện tại hắn tổng cộng lĩnh ngộ 2 bản lĩnh đặc biệt của danh sư. Mắt minh lý và sư ngôn thiên bẩm. Chỉ cần tiêu hao mức độ tâm cảnh, có thể khiến cho người ta rất nhanh tin tưởng và nghe theo. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng không do mình khống chế, dựa theo ngôn ngữ vận chuyển. Trước đó, chỉ có thể ảnh hưởng một ít người tu luyện tu vi thấp hơn so với hắn rất nhiều. Hiện tại, cho dù tông sư đỉnh phong và thực lực tương đương với hắn, một lời hắn nói ra, cũng có thể chịu ảnh hưởng. Nói chung, chữ sư luyện tâm đối với phương diện danh sư có giúp đỡ rất lớn. Về phần khác, không có quá nhiều biến hóa. Mấy người các ngươi đều đánh một bộ quyền cho ta xem. Chỉnh lý xong tiến bộ của mình, Trương Huyền nhìn về phía đám người Triệu Nhã. Đã lâu không chỉ điểm, thực lực của bọn họ tuy rằng tiến bước rất nhanh, rõ ràng đã không đuổi kịp bước chân của mình, cần phải nhanh hơn. Vâng, lưng thú rộng rãi, mọi người từng người thi triển võ kỹ. Trương Huyền chỉ điểm từng người một. Thời gian 3 ngày, thoáng một cái đã qua, trải qua chỉ điểm và tu luyện, tu vi của mọi người lại tăng không ít. Đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương đều đạt được ích huyệt cảnh. Ngay cả viên đào tệ nhất, cũng mở ra một chỗ huyệt đạo. Triệu Nhã còn mượn thể chất kích hoạt uy lực, đạt tới tông sư hậu kỳ. Thể chất thuần âm lại thêm kiếm pháp thiên đạo, nàng bây giờ so với tông sư đỉnh phong bình thường, cũng không kém chút nào. Mạc Phú cũng nhận được chỉ điểm, có tiến bộ không ít. Chúng ta không đi Hiên Viên Vương Thành sao? Liên tục bay, mắt thấy lại sắp đi tới Vương Thành. Ai biết Trương Huyền lại bảo khiếu thiên thú thay đổi phương hướng, bay về phía sơn mạch cách đó không xa. Tìm một chỗ nâng cao thực lực. Đứng ở bên cửa sổ, Trương Huyền thản nhiên nói. Nâng cao thực lực. Mạc Phú chớp mắt. Trước thấy hắn nói hờ hững, vốn tưởng rằng 3 ngày nay, sẽ cố gắng tu luyện, chí ít tranh thủ đột phá nửa bước chí tôn. Ai biết, ngoại trừ chỉ điểm mọi người, chính là chiếu cố Lộ Trùng, không tu luyện qua một lần. Bây giờ lập tức đến Vương Thành. Ngược lại muốn nâng cao thực lực. Chẳng lẽ, thứ này còn cần địa điểm đặc biệt? Thú đường. Trương Huyền nói. Nhìn xong sách của Thiên Vũ Vương Quốc, đối với phân chia thế lực của Hiên Viên Vương Quốc biết không biết được rõ ràng. Vị trí địa lý và phân bộ những chức nghiệp đặc biệt, vẫn có thể tìm được. Giống như trước đó, thú đường của Hiên Viên Vương Quốc, cũng không ở Vương Thành, mà là ở sâu bên trong sơn mạch cách Vương Thành mấy chục cây số. Thú đường, đi tới đây nâng cao thực lực. Nghe được địa điểm, vẻ mặt Mạc Vũ càng không hiểu.
Nghe nói qua man thú đi thú đường nâng cao thực lực, còn chưa có nghe nói, người cũng có thể. Chẳng lẽ, công pháp hắn tu luyện, cần phải mượn man thú? Lại ở thời điểm đám người Trương Huyền tiến về phía thú đường Hiên Viên Vương quốc bên trong thành nhỏ trấn rộng rãi, ba bóng người từ trên lưng thú rơi xuống. Hai người trong đó, chính là người quen cũ Trương Huyền đã từng gặp ở Huyền Lạc Sơn Mạch, thú đường Phong đường chủ và Vương Thú Sư. Trước mặt bọn họ là một người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo khí. Là thú sư, đây là thú đường ở Hiên Viên Vương quốc, chúng ta chính là ở chỗ này tham gia trận thi đấu lớn thuần thú. Phong đường chủ nói, ừ, ta biết, yên tâm đi, một quán quân mà thôi, ta nhất định lấy về cho các ngươi. Người thanh niên là thú sư vẫy bàn tay một cái, hoàn toàn không để ý chút nào. Ách, nghe được lời nói của đối phương cuồng vọng như vậy, phong đường chủ và vương thú sư nhìn nhau, mỗi người cười khổ. Là thú sư này ở trong sát hạch thú sư gần đây, tương đối có thiên phú, nhưng tuyệt đối không phải là có thiên phú nhất. Nếu không phải ban đầu giao hẹn nửa năm sau mới tiến hành thi đấu, đột nhiên sửa đến 2 tháng sau, không tìm được Trương Huyền có thiên phú nhất kia, bọn họ cũng không cần tìm tới người này. Thiết sỉ khiếu thiên thú ở thú đường Huyền Lạc Sơn Mạch, bị người kia lấy đi, không thể làm gì khác hơn là cưỡi man thú cấp bậc tông sư qua, tốc độ thật sự quá chậm, đủ hao phí hơn 1 tháng mới đi tới nơi này. Mấy người đều đầy mệt mỏi. Hơn 1 tháng trước, Trương Huyền vẫn đang tìm độc điện. Ngay cả Thiên Vũ Vương Thành cũng chưa từng đi qua, bọn họ tự nhiên không tìm được. Thế nào, không tin sao? Hừ, các ngươi vẫn nói Trương Huyền gì đó. Hắn là thuần thú sư nhị tinh, ta cũng vậy. Hắn sát hạch lần đầu tiên lại thông qua. Ta cũng vậy, thậm chí làm còn tốt hơn. Thế nào nhắc tới hắn, lại tự tin lớn như vậy? Dối với ta ngược lại thật sự không có lòng tin sao? Nhìn thấy được biểu tình của hai người, là thú sư vung bàn tay lên, đầy không vui, nói. Chương 687, 10 lồng thú 1. Các ngươi có ý tứ. Trương Huyền kia là thiên tài, ta lại không phải sao. Vì sao nói tới hắn, mỗi một người lại ôm kỳ vọng. Ta qua, ngược lại loại dáng vẻ này. Mọi người đều là thuần thú sư nhị tinh, ta hình như không thể so kém gì so với hắn. Chúng ta không phải ý này, mà là... Phong đường chủ xấu hổ cười. Trận thi đấu thuần thú tập trung lại thiên tài trong phạm vi vương quốc phong hào, không thể khinh thường, vẫn cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn. Cẩn thận, có gì phải cẩn thận, hạng mục so tài lần trước, ta đã nghiên cứu qua, không phải là thuần phục một con man thú chí tôn sơ kỳ sao. Thực lực của ta bây giờ, tuy rằng còn kém hơn so với chí tôn, nhưng có tự tin có thể thành công. Hai cánh tay của người thanh niên chấn động, tu vi trên người, thể hiện ra. Lại là cường giả tông sư đỉnh phong. Tông sư đỉnh phong hơn 30 tuổi, cho dù ở Thiên Vũ Vương quốc, cũng tuyệt đối được cho là thiên tài. Thảo nào có tự tin này. Hạng mục thi đấu, mỗi một lần cũng không quá tương đồng. Lần này cụ thể là cái gì ta cũng không biết được rõ ràng. Chỉ có điều, sở dĩ trận thi đấu lớn diễn ra sớm, nghe nói là bởi vì Hiên Viên thú đường bắt được một con man thú lợi hại, thuần phục nhiều lần cũng chưa từng thành công. Vì đề phòng đêm dài nhiều mộng, lúc này mới tập trung thiên tài đến đây. Có chút do dự, phong đường chủ nói ra tin tức biết được. Ta cảm thấy, lần thi đấu này, khẳng định có liên quan đến con man thú này. Ta cũng cho là như vậy. Nếu không, trận thi đấu lớn thuần thú 5 năm một lần, mỗi lần thời gian đều chính xác, không có khả năng đột nhiên sớm hơn. Vương thú sư cũng gật đầu. Mấy tin tức này là do một người bằng hữu của bọn họ ở Hiên Viên thú đường lặng lẽ truyền tới. Cụ thể có phải thật như vậy hay không, vẫn còn cần nghiên cứu thêm. Chỉ có điều, trải qua cân nhắc, cũng không giả. Bằng không, trận thi đấu lớn thuần thú 5 năm một lần, từ lâu hình thành quy luật, không cần thiết đột nhiên sớm hơn, khiến người ta trở tay không kịp. Thú đường bắt một con man thú lợi hại, cấp bậc gì? Là thú sư sửng sốt. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Phong đường chủ lắc đầu. Hắn mặc dù là đại lão quản lý thú đường một phương, nhưng Hiên Viên thú đường rõ ràng cao hơn một cấp. Không ít chuyện, hắn vẫn không có tư cách biết được. Ngay cả thuần thú sư tam phẩm cũng không có cách nào, thế hệ trẻ tuổi, có ai có thể thành công. Cho dù có liên quan tới điều này, sợ rằng nghiên cứu tập tính, yêu ghét của man thú, trợ giúp cho thuần phục mà thôi. Là thú sư hất đầu lên, khí phách bắn ra khắp nơi. Về điểm ấy, ta không thua bất kỳ kẻ nào. Trận thi đấu lớn thuần thú của thú đường,
sát hạch chính là thế hệ trẻ dưới 30 tuổi. So với những thuần thú sư sống không biết bao nhiêu năm này, hắn không dám nói. Nhưng dưới 30 tuổi, một đám thuần thú, có thể thắng được hắn, trong phạm vi Hiên Viên Vương quốc, tuyệt đối không nhiều lắm. Thực lực của ngươi, chúng ta biết, chỉ có điều, ta nghe nói, năm nay xuất hiện không ít thiên tài thuần thú sư, đều rất lợi hại. Như Ngụy Hữu Đạo ở Tế Bắc Vương quốc, Giang Nam Bình ở Khai Hùng Vương quốc, Kê Vô Tín ở Hồng Tuyền Sơn Trang. Mấy vị này, cũng không tính là yếu, đều chưa đầy 30 tuổi, đạt tới nhị tinh đỉnh phong. Thấy hắn tràn đầy tự tin, nhìn Vương Thú Sư, Phong Đường Chủ nói. Vị trước mắt này, trên phương diện thuần thú cũng rất có thiên phú. Nếu như không tính là Trương Huyền, có thể nói là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của thú đường ở Huyền Lạc Sơn Mạch. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, quá kiêu căng, tự cho mình là đúng, hoàn toàn không hiểu được khiêm tốn. Nếu không phải liên lạc không được người trước, nói thật, bọn họ đúng là không muốn tìm hắn. Thuần thú, có tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể có chút ngạo mạn. Nếu không, chẳng những không thành công, làm không tốt còn có thể hại hắn rất thảm. Chủ trì thú đường nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thuần thú sư lợi hại, cũng bởi vì điểm ấy, làm man thú tức giận, bị xé rách ngay giữa ban ngày. Mấy người này thật sự là không tệ, trước đó chúng ta đã giao đấu qua, lúc đó quả thật ta không bằng, chỉ có điều, ta nhận được truyền thừa mới, học tập thủ pháp thuần thú mới. Bọn họ muốn thắng ta, sẽ không dễ dàng như vậy. La thú sư chắp hai tay ở sau lưng, đang muốn nói tiếp, liền nghe được cách đó không xa có một tiếng hừ lạnh vang lên. Khẩu khí thật là lớn, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, hóa ra là một kẻ tự biên tự diễn. Một người thanh niên đi tới, cười nhạo một tiếng. Phương Thiến, thế nào, muốn cùng ta so tài sao? Tới đi. Nhận ra được người này, lông mày La thú sư nâng lên. So tài với ngươi, La Đường, ngươi cũng xứng sao? Khẽ cười, thân thể Phương Thiến thoáng lắc một cái, khí tức bay lên. Nửa bước chí tôn. La thú sư La Đường biến sắc, lui về sau hai bước, trợn tròn mắt. Hắn là tông sư đỉnh phong, vốn tưởng rằng đã rất lợi hại, không nghĩ tới vị này dĩ nhiên đột phá. Thuần thú sư, thực lực càng cao, uy hiếp đối với man thú càng lớn, cũng càng dễ thu phục. Hai năm trước mọi người đều là tông sư đỉnh phong, lấy trình độ và năng lực thuần thú của ngươi, quả thật được cho là nhất lưu trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mấy người Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình chúng ta đều đột phá. Nếu như vẫn chỉ có chút thực lực ấy, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở lại, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Phương Thiến hờ hững nhìn qua. Ngươi, sắc mặt La Đường tái xanh. Ý của ngươi, Ngụy Hữu Đạo bọn họ, cũng đột phá. Tông sư đỉnh phong và nửa bước chí tôn, chênh lệch giống như trời và đất. Không ít người đến cuối đời vẫn không có cách nào làm được. Những người này làm sao có thể đều đột phá? Chương 688, 10 lồng thú 2. Không chỉ có như vậy, Ngụy Hữu Đạo còn đạt tới chí tôn sơ kỳ. Phương Thiến mỉm cười. Chí tôn sơ kỳ. La Đường siết chặt nắm đấm. Thực lực cao lại như thế nào? Thi đấu thuần thú, so tài chính là trình độ thuần thú, chú ý chính là lý giải đối với man thú, cũng không đơn thuần dựa vào thực lực. Cho dù thực lực mạnh, cũng không thể đánh cho man thú chủ động tán thành, hoàn toàn thuần phục. Đông. Đang muốn tiếp tục phản bác vài câu, tăng khí thế cho mình, đột nhiên mặt đất thú đường lắc lư kịch liệt một hồi. Một tiếng chuông giống như tiếng sấm vang lên. Tiếng chuông vang lên, nguy rồi, có chuyện lớn phát sinh. Phong Đường Chủ biến sắc. La Đường, Phương Thiến đang tranh cãi cũng ngừng lại, đồng tử đồng thời co lại. Thú đường nuôi dưỡng không ít man thú, vì đề phòng quấy nhiễu, bình thường đều lấy yên lặng làm chủ. Trừ khi phát sinh chuyện gì lớn, mới có thể gõ chuông lớn. Một khi tiếng chuông vang lên, tất cả thuần thú sư đều phải lập tức tập hợp, cùng nhau đối mặt. Rốt cuộc có chuyện gì, có thể khiến cho tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cong cong cong. Tiếng chuông tiếp tục. Nhanh đếm thử tổng cộng có mấy tiếng. Phong Đường Chủ vội hỏi. Tiếng chuông vang lên số lượng khác nhau, sẽ truyền lại ý tứ cũng không giống nhau. Tổng cộng, 7 tiếng. Rất nhanh, tiếng chuông kết thúc, La Đường nói. Phương Thiến cũng nhìn qua. Tuy rằng bọn họ đều là thuần thú sư, nhưng đối với tiếng chuông thú đường mấy tiếng đại biểu hàm nghĩa gì, bọn họ lại không hiểu rõ nhiều lắm, thua xa vị đường chủ Huyền Lạc Sơn Mạch này. Tiếng chuông vang lên 7 tiếng, đây là... Nhớ lại một chút về quy tắc tiếng chuông, sắc mặt Phong Đường Chủ nhất thời trắng bệch, thân thể lắc lư kịch liệt.
có người muốn xông 10 lồng thú. Đây rốt cuộc làm sao có thể? 10 lồng thú. La Đường, Phương Thiến liếc mắt nhìn nhau, từng người vẻ mặt nghi ngờ. Cái tên này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. 10 lồng thú, là chỉ ở trong một cái lồng sắt dài nhỏ, để vào 10 con man thú, cấp bậc lần lượt tăng cao. Người xông qua ải, phải ở trong một canh giờ từ con này, đi tới con kia. Môi Phong Đường chủ run rẩy. 10 con man thú, một mình xông qua, điều này, làm sao có thể? Man thú gặp phải người lạ sẽ công kích, đây là thiên tính, nếu không phải chức nghiệp thuần thú sư, cũng sẽ không tới gần như thế. Một canh giờ từ con này đi tới con kia, đi qua 10 con. Không chỉ La Đường, Phương Tiến kinh ngạc kêu lên, ngay cả vương thú sư, cũng bị dọa cho giật mình. Man thú đa nghi, cùng nhân loại đối địch, nếu như không có phương pháp đặc biệt, sợ rằng vừa đi qua, lại sẽ gặp phải công kích. Một man thú còn có thể đối phó. 10 con, đối phó thế nào? Đúng rồi, thực lực man thú như thế nào? Nghĩ đến cái gì, La Đường vội vàng hỏi. Nếu như thực lực yếu hơn rất nhiều so với người xông qua ải, cho dù thực lực tăng lên, chừng 10 con, cũng không đủ hình thành nguy hiểm. 4 con đầu, thấp hơn so với người tu luyện một cấp bậc nhỏ. 3 con giữa, thực lực tương đồng. 2 con sau, cao hơn một cấp bậc nhỏ. Con trấn giữa cuối cùng kia, lại cao hơn 2 cấp bậc. Giọng nói của Phong Đường chủ run rẩy. Cái gì? Sắc mặt của ba người kia cũng lập tức trắng bệch. Làm thuần thú sư, bọn họ tất nhiên biết man thú đáng sợ. Hình thể cực lớn, man lực kinh người, nhân loại cùng cấp bậc cũng không phải là đối thủ. Xông đến phía sau lại còn cao hơn 2 cấp bậc. Thật hay giả vậy? Thật muốn xông qua ải, tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Ai sẽ làm như vậy? Làm như vậy lại sẽ có ích lợi gì? Phương Tiến không nhịn được nói. Đám người La Đường cũng nhìn qua. Không lợi không dậy sớm nổi. 10 lồng thú này, người xâm nhập tuyệt đối 10 chết không sống. Đã như vậy, vì sao còn có người muốn xông qua? Chẳng lẽ là tự tìm đường chết? Đương nhiên là có lợi ích. Có chút do dự, Phong Đường chủ siết chặt nắm đấm, móng tay cũng cắm vào trong thịt. Làm được chuyện ấy, có thể nhận được một giọt. Máu linh thú. Gấp đôi bắt đầu, cầu vé tháng. Chương 689, rốt cuộc là ai? 1. Cái gì? Mắt La Đường, Phương Tiến nhất thời đỏ lên. Linh thú tương đương với cường giả hóa phàm nhân loại. Huyết dịch của bọn họ, không chỉ có thể khiến cho huyết mạch của man thú tiến thiên. Nhân loại dùng, cũng có thể rèn luyện thân thể, thực lực tăng lớn. Thứ này, so với linh thạch còn chân quý hơn. Không nghĩ tới khiêu chiến 10 lồng thú cuối cùng phần thưởng lại là cái này. Chỉ có điều, cho dù biết có loại phần thưởng này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tham gia. Bảo vật lợi hại hơn nữa cũng phải có mạng cầm mới được. Nếu không, người cũng đã chết, muốn thưởng có tác dụng cái lông. Cùng cấp bậc, chiến thắng một con man thú cũng khó khăn, đừng nói khiêu chiến 10 con. Mau đi xem một chút, rốt cuộc là ai? Đây là, không muốn sống sao? Cắn răng một cái. La Đường nói. Hắn luôn luôn tự tin, thậm chí cảm thấy lần thi đấu này quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không dám một mình đối mặt với 10 con man thú lớn. Rốt cuộc là ai? Lại xông vào như vậy, thậm chí dẫn tới tiếng chuông của toàn bộ thú đường vang lên. Không muốn sống nữa, hay thế nào? Đi qua xem thử một chút. Phong Đường chủ gật đầu. Vương thú sư, Phương Tiến cũng tò mò. Rốt cuộc là ai, có gan này? Đoàn người vội vàng đi về phía thú đường. Thời gian không lâu, bọn họ đi tới một cái sân cực rộng lớn, chiều ngang chiều rộng chừng 700-800 thước, giống như là trên mặt đất đập xuống một hố sâu cực lớn. Sân lại ở dưới đáy hố. Toàn bộ sân viện đều bị một lồng sắt cực lớn bao phủ. 10 con man thú bị lần lượt cách ly, chạy xung quanh, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Lúc này, bên ngoài sân đã chật cứng người. Không ít đều nghe được tiếng chuông qua đây, mỗi một người nhìn về lồng sắt phía dưới, lông mày giật loạn, khóe miệng co giật. Thuần thú sư có thể ở chỗ này, cũng có không ít thiên tài. Nhưng đối mặt nhiều man thú hung bạo mạnh mẽ như vậy, vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Một con cuối cùng lại là man thú chí tôn sơ kỳ. Loại man thú cấp bậc như vậy, cho dù cường giả chí tôn trung kỳ muốn chiến thắng, cũng đặc biệt khó khăn. Vậy, khiêu chiến thế nào? Nhìn lực lượng man thú phân bố, tệ nhất là tông sư hậu kỳ. Lần lượt tăng lên, như vậy nói cách khác, phải xông qua 10 lồng thú này,
tu vi đạt được tông sư đỉnh phong. Là đám người Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình, Kê Vô Tín hay La Đường, Phương Tiến. Theo ta được biết, thực lực của bọn họ, đại khái ở phạm vi này. Cũng có đầy đủ năng lực thuần thú. Người kiến thức nông cạn, Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình đều đã đột phá. Người trước còn đạt tới chí tôn sơ kỳ. Chắc hẳn không phải là bọn họ. Không phải, vậy còn có người nào, dám trực tiếp đối mặt với 10 man thú lớn. Nhìn thực lực man thú, tất cả mọi người đều ổ lên. Chấn giữ cuối cùng lại là man thú chí tôn cảnh, thật sự muốn khiêu chiến, đây tuyệt đối là đã chán sống rồi. Rốt cuộc là ai, lá gan lớn như vậy? Là không sợ chết, hay chán sống rồi? Vì một giọt máu linh thú, ngay cả mạng cũng không cần. Đầu óc của người này có bị bệnh không? La Đường không nhịn được nói. Máu linh thú cho dù là chân quý, không có khả năng chân quý hơn so với sinh mạng. Vì thứ này, mạng cũng không cần, khiêu chiến thứ này. Điên rồi sao? Trong phạm vi Hiên Viên Vương quốc, có vài thuần thú sư tông sư đỉnh phong có danh tiếng, ta gần như đều biết. Rốt cuộc là ai, thế nào hoàn toàn không nghĩ ra được, rốt cuộc ai điên cuồng như vậy? Phương Tiến cũng nhăn mày lại, đau khổ suy nghĩ tìm hiểu. Từ thực lực man thú, có thể thấy được đó không phải là đám người Ngụy Hữu Đạo. Nhưng ngoại trừ mấy người đó ra, còn có ai, điên cuồng như vậy, có gan lớn như vậy. Hơn nữa, cho dù là mấy người này, chỉ sợ cũng không dám xông vào 10 lồng thú lợi hại như vậy. Xông vào 10 lồng thú, lá gan thật là lớn, đoán chừng là không muốn sống, trước khi chết, thu một danh tiếng. Trong đám người, một người thanh niên khoanh hai tay trước ngực, đầy nghiền ngẫm nhìn về lồng giam phía dưới. Chính là Ngụy Hữu Đạo, cấp thiên tài khiến đám người La Đường nhắc tới, kiêng kỵ không thôi. Đúng vậy, người như thế, ta thấy cũng nhiều, chỉ là muốn xem, hắn có thể thông qua cửa thứ nhất hay không. Một người thanh niên khác cũng khẽ nói. Một vị thiên tài nổi danh khác của thú đường tại Hiên Viên Vương quốc, Giang Nam Bình. Hai đại thiên tài giống như ngôi sao mai, hào quang chói mắt, nói lý ra cũng là bạn tốt. Lần này nghe được có người lại muốn khiêu chiến 10 lồng thú, bọn họ mới đi tới trước mặt. Bọn họ ngược lại muốn xem, người nào, có can đảm giống như vậy. Về phần, người này có thể xông qua hay không, bọn họ đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Trước đó không nói con cuối cùng kia còn là man thú thực lực cấp bậc chí tôn cao hơn 2 cấp. Chỉ nói cửa thứ nhất, 4 con man thú thấp hơn so với thực lực bản thân 1 cấp bậc, cũng không có bất cứ cơ hội nào thành công. Cửa thứ nhất là 4 con tật phong lang tông sư hậu kỳ. Loại man thú này tốc độ nhanh, am hiểu hợp tác. Một mình chiến đấu, tông sư đỉnh phong cũng khó có thể giành được thắng lợi. 4 con liên hợp, nửa bước chí tôn cũng chiếm không được lợi ích. Một tông sư đỉnh phong, ha ha, không biết lượng sức. Ngụy Hữu Đạo lắc đầu. Đúng vậy, chắc hẳn cửa này sẽ bị xé thành thịt nát. Giang Nam Bình cũng lắc đầu. Cho dù chết, cũng là tự chuốc họa vào thân. Khiêu chiến 10 lồng thú, phải sớm ký kết giấy sinh tử không luận tới, không trách được người khác. Hừ một tiếng, Ngụy Hữu Đạo đang muốn nói tiếp, ánh mắt chợt ngưng trọng. Người đi ra. Dựa theo lời của hắn, mọi người quả nhiên thấy trong sân phía dưới, một người thanh niên chậm rãi đi ra, tiến về phía cửa thứ nhất của 10 lồng thú. Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, sợ là ngay cả 20 cũng chưa tới. Là rất nhỏ. Nhỏ như vậy lại đạt được tông sư đỉnh phong, nói rõ thiên phú cực cao, làm sao có thể gấp gáp tìm chết như vậy. Nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của bóng người phía dưới, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức ồ lên. Ngụy huynh, người có thể nhận ra. Giang Nam Bình cũng sửng sốt. Thiên tài của Hiên Viên Vương quốc, hắn cơ bản đều biết. Nhưng người này hắn chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua. Chương 690, rốt cuộc là ai? 2. Ngụy Hữu Đạo lắc đầu. Chưa từng nghe qua, tuổi tác lại nhỏ như vậy, lại dám xông 10 lồng thú, chỗ dựa của hắn rốt cuộc là cái gì? Giang Nam Bình nhăn mày lại. Chỗ dựa, 10 lồng thú đứng sừng sững ở nơi đây đã nghìn năm, chưa từng có người nào thành công qua. Ai dám nói có chỗ dựa, chắc hẳn chính là một nhân vật nhỏ thích lấy lòng mọi người mà thôi. Ngụy Hữu Đạo giơ bàn tay ngăn lại. Đúng vậy, thú đường ở Hiên Viên Vương quốc thành lập nghìn năm qua. Từng xuất hiện vô số thiên tài, không ai thành công. Một người không biết từ đâu xuất hiện mà thôi, chắc hẳn muốn mua danh chuộc tiếng. Đối với lời của hắn, Giang Nam Bình biểu thị tán thành, lên tiếng. Lại xem hắn có mạng sống hay không? Là,
Hắn? Tại sao là hắn? Hắn điên rồi sao? Khác với sự nghi ngờ của mọi người, phòng đường chủ, vương thú sư nhìn thấy được bóng người, biến sắc, thiếu chút nữa thì kinh ngạc cắn đứt đầu lưỡi xuống. Các ngươi quen hắn? La Đường sửng sốt, vội vàng xem qua. Hắn, chính là người ta bình thường nói. Trương thú sư, cắn đầu lưỡi một chút, phát hiện không phải nằm mơ, trong ánh mắt phong đường chủ đầy hoảng hốt. Vốn tưởng rằng người khiêu chiến 10 lồng thú kia, là thần thánh phương nào. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, tự nhiên mình biết, chính là vị. Trương Huyền kia, người này không phải là đi Thiên Vũ Vương quốc, liên lạc không được sao? Thế nào lại chạy tới nơi đây? Hơn nữa, khiêu chiến 10 lồng thú làm gì? Chẳng lẽ không biết nguy hiểm? Mấu chốt nhất chính là, hắn không phải mới thông huyền cảnh đỉnh phong sao? Từ khi nào biến thành tông sư đỉnh phong? Liên tiếp nghi vấn, khiến cho đầu óc hắn chuyển động không kịp, có chút phát điên. Trời ạ, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hắn chính là Trương Huyền. La Đường sửng sốt, lập tức lạnh lùng cười. Các ngươi nói giống như một đóa hoa, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì. Không nghĩ tới là một kẻ trẻ tuổi lỗ mãng. Trước đó phong đường chủ, vương thú sư vẫn nói Trương Huyền này như thế nào, lợi hại như thế nào, đã sớm khiến cho hắn khó chịu. Vốn tưởng rằng thực sự là nhân vật rất lợi hại nào. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, là một người trẻ tuổi lỗ mãng cái gì cũng không biết, trực tiếp vào tới 10 lồng thú. Còn nói thiên tài, ta nhổ vào. Không biết trời cao đất rộng, xem ngươi một lát nữa chết như thế nào. Nghĩ vậy, nhất thời hắn lộ ra sự xem thường. Thiên tài, có loại thiên tài tìm đường chết như vậy sao? Nghe được lời đối thoại, Phương Thiến cũng hiểu được, đầy cười nhạo. Thiên tài cho dù có ngạo khí, ít nhất cũng có đúng mực. Khiêu chiến 10 lồng thú, chỉ vì nhận được một giọt máu linh thú. Đây tuyệt đối là hành động não tàn tới cực điểm. Trương Huyền, cẩn thận. Một chỗ khác ở phía trên, đám người Mạc Vũ, Triệu Nhã nhìn xuống phía dưới quan sát, tất cả cũng đều đầy khẩn trương. Bọn họ còn thấy kỳ quái, tới thú đường nâng cao thực lực như thế nào. Nghe được hắn muốn khiêu chiến 10 lồng thú, lúc này bọn họ mới hiểu được. Máu linh thú. Nhưng, cho dù máu linh thú có thể khiến cho thực lực tiến bước, vì thứ này, bỏ ra nhiều như vậy, thật sự giá trị sao? Đây chính là 10 con man thú, mỗi một con bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Cho dù trình độ thuần thú của ngươi cực cao, hai cửa ải đầu qua được, nhưng phía sau thì sao? Man thú nửa bước chí tôn và man thú chí tôn sơ kỳ. Đây chính là tồn tại ngay cả cường giả chí tôn trung kỳ, cũng không muốn trực tiếp đụng phải. Lão sư, khẳng định, không có chuyện gì. Triệu Nhã nói. Đối với lão sư, nàng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt nguy hiểm như vậy, nàng cũng âm thầm khẩn trương. Sẽ phải không có việc gì. Mạc Vũ cũng gật đầu, âm thầm động viên tinh thần cho mình. Khác với sự xem thường, khẩn trương của mọi người, Trương Huyền ở phía dưới ngược lại rất thả lỏng. Trước khi báo thù, cần phải nâng cao thực lực, công pháp cấp chí tôn, cho dù tìm được, dựa vào linh thạch hắn dự trữ, cũng không có cách nào nhanh chóng đạt được đỉnh phong. Biện pháp tốt nhất, chỉ có một, tìm kiếm đủ máu linh thú. Thứ này tìm đủ, dựa vào thiên đạo kim thân tầng thứ hai, hoàn toàn có thể khiến cho thân thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được chí tôn đỉnh phong. Máu linh thú vô cùng chân quý, thú đường chắc chắn sẽ không bán ra ngoài, hơn nữa cho dù bán ra, mình cũng mua không nổi. Dựa vào thực lực bây giờ, lại không thể cứng rắn cướp. Phương pháp duy nhất, cũng chỉ có khiêu chiến 10 lồng thú. Căn cứ theo trong sách ghi chép, chỉ cần thành công, là có thể miễn phí nhận được một giọt. Bù! Phun ra một hơi thở, hắn nhìn bốn con tật phong lăng cửa thứ nhất, mỉm cười. Đến đây đi! Hắn bước lên phía trước. Đi tới. Trực tiếp xông vào. Lẽ nào người này còn muốn cứng rắn chống lại sao? Đầu óc có bị bệnh không? Khiêu chiến 10 lồng thú, là kết hợp thuần thú và thực lực. Chắc hẳn là ném đồ ra, tranh thủ thu được thiện cảm của man thú, sau đó lại mưu tính những chuyện khác. Một đầu lại lao vào, không phải khiến cho bọn chúng nổi giận sao? Nguy rồi, tật phong lang đã bị chọc giận. Khiêu chiến 10 lồng thú, không phải cuộc chiến đấu đơn thuần. Nếu không, cho dù mệt chết, cũng không thể thắng được nhiều man thú như vậy. Dưới tình huống bình thường, đều kết hợp với thuần thú, cùng man thú làm tốt quan hệ, khiến cho nó không công kích, lại nghĩ biện pháp thông qua. Người này thì hay rồi, giống NS trẻ tuổi lỗ mãng, không nói câu nào,
thứ gì cũng không mang theo, trực tiếp tiến lên. Đây không phải là, chờ Tật Phong Lang giết chết ngươi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 691, Tật Phong Lang ngây ngô đáng yêu, 1. Ngu xuẩn. Ngụy Hữu Đạo hừ lạnh, trong mắt đầy xem thường. Đây chính là Tật Phong Lang, một trong những man thú táo bạo nhất, hung tàn nhất trong núi rừng. TTUI chỉ có thực lực tông sư hậu kỳ, nhưng khi phát huy, đừng nói tông sư đỉnh phong, cho dù nửa bước chí tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Kẻ ngu ngốc này tự nhiên cái gì cũng không hề chuẩn bị qua, trực tiếp tiến lên. Ngươi là tới diễn trò sao? Tật Phong Lang thích ăn thịt lưu ba thú. Nếu như nướng lên, rất dễ dàng thu được thiện cảm. Đương nhiên, nếu như muốn thuần phục, không tích lũy 2, 3 năm, gần như không có khả năng. Người này, thứ này chưa từng chuẩn bị, lại tiến lên. Chẳng lẽ muốn cứng rắn chống lại? Giang Nam Bình cũng mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Trên thế giới còn có người chày gỗ như thế sao? Sẽ không, không phải thuần thú sư. Khiêu chiến 10 lồng thú, đối mặt với 10 man thú lớn, cho dù chân khí nhiều hơn nữa, lực lượng cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng dựa vào man lực cứng rắn xông qua. Chỉ có thông qua các loại phương pháp thuần thú, tìm được sở thích của man thú, từ đó thu được thiện cảm, khiến cho nó mở một mắt lưới. Người này thì hay rồi, tay không lại xông tới. Hơn nữa nhìn bộ dạng, dự định cùng những con Tật Phong Lang này cứng rắn chống lại. Đầu óc không phải có bệnh sao? Chỉ cần là thuần thú sư đầu óc bình thường, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì, đây cũng ngu ngốc quá trời. Trên thế giới nếu quả thật có thuần thú sư như vậy, tuyệt đối là sỉ nhục của thuần thú sư. Vẫy bàn tay một cái, Ngụy Hữu Đạo khẽ nói. Đúng vậy. Giang Nam Bình gật đầu. Chỉ cần là thuần thú sư, sẽ không làm như vậy. Không nói hắn nữa, Ngụy huynh, nếu như là huynh xông vào cửa này, huynh sẽ làm như thế nào? Không tiếp tục để ý tới kẻ đầu óc có vấn đề này, Giang Nam Bình cười khanh khách nhìn qua. Hai người cùng là thiên tài, cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bước. Ta sao? Ngụy Hữu Đạo nhếch miệng lên, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười mỉm mê người. Rất đơn giản, nướng thịt lưu ba thú thịt thơm, lại thêm nước Minh Thanh Sơn, sau đó sẽ sử dụng tốc độ nhanh nhất, đánh bại một con mạnh nhất trong đó. Nghe được biện pháp của hắn, Giang Nam Bình không khỏi vỗ tay, đầy tán thưởng. Ngụy huynh vừa ra tay quả nhiên không tầm thường, thịt lưu ba thú, nước Minh Thanh Sơn, đều là thứ Tật Phong Lang yêu thích nhất. Sử dụng hai thứ này lung lạc, sau đó sẽ bạo lực ra tay. Dùng đồ tốt nhất câu dẫn, thủ đoạn cường lực nhất chấn áp. Tất nhiên có thể ở thời gian ngắn nhất, khiến cho nó đánh mất ý chí chiến đấu, không dám cùng đối địch. Hay, thật sự hay. Ha ha, man thú cho dù lại đoàn kết, từ bỏ liên hợp, cũng chỉ là thú mà thôi. Phân hóa, khiến cho nó đánh mất ý chí chiến đấu, qua cửa thứ nhất vẫn rất dễ dàng. Hai mắt Ngụy Hữu Đạo tỏa ra ánh sáng, cũng nhìn qua. Nếu như đổi lại thành Giang huynh, huynh sẽ làm như thế nào? Ta, Giang Nam Bình để tay trái ở sau người, tay phải chỉ về phía lồng sắt bên dưới, rất có ý chỉ điểm Giang Sơn. Cách làm của ta và Ngụy huynh không giống nhau. Ta lấy, đây tình huống gì, làm sao có thể? Đang muốn nói ra suy nghĩ của riêng mình, sắc mặt Giang Nam Bình đột nhiên trắng bệch, đồng tử co lại, thiếu chút nữa thì chấn động kinh ngạc từ phía trên ngã xuống. Thế nào? Đang muốn nghe kỹ bằng hữu nói ra quan điểm của mình, thấy hắn thất thố như vậy, ngay cả lời thô tục cũng bạo phát ra, lông mày Ngụy Hữu Đạo nhíu lại một cái, không nhịn được nhìn sang. Vừa nhìn xuống, toàn thân hắn cũng run lên, một ngụm máu không nhịn được phun ra ngoài. Điều này, ta hoa mắt sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Phong đường chủ, vương thú sư, ta trước đó đã nói các ngươi già rồi, khả năng quan sát không tốt, cứ không chịu nghe. Thế này xong rồi. Trong mắt nhìn thấy dáng vẻ Trương Huyền một đầu lao vào trong đàn Tật Phong Lang, La Đường liếc mắt nhìn hai lão giả phía sau, không nhịn được lắc đầu. Cái gì vậy? Các ngươi lại muốn tìm thiên tài như vậy so sánh với ta sao? Mạnh hơn ta. Là nằm mơ mạnh hơn ta đi. May mà không để cho hắn đi đến đây. Nếu không, đừng nói lấy một thứ hạng tốt, có thể không mất mặt cũng không tệ. Vẻ mặt ngạo nghễ, La Đường tận tình nói. Hai lão già ngoan cố này tự nhiên dùng một kẻ ngu ngốc như vậy so sánh với mình, thực sự là mắt mù. Ta nói như vậy, không phải có ý trách cứ, chỉ là để cho các ngươi chú ý một chút,
không nên bị tiểu nhân dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt một hồi. Hắn đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy có người kéo ống tay áo của hắn. Làm gì? Hắn nhướng mày, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Phương Tiến giống như ngu si nhìn qua, hai mắt đầy vẻ kinh hoàng và hoảng sợ. Phương huynh, La Đường sửng sốt, còn muốn hỏi, mắt vừa liếc xuống, nhìn thấy được tình cảnh ở sân phía dưới, đầu óc thoáng một cái nổ tung, nước mắt sắp chảy ra. Làm sao có thể, là tình hình này. Chỉ thấy Tật Phong Lang phía dưới mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, uy phong tám phía, lúc này mỗi một con lộ ra vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đứng ở trước mặt người thanh niên, đầu không ngừng rụi rụi vào phía trên ống quần của hắn, le lưỡi ra liếm loạn. Đuôi còn lắc lắc giống như quạt hương bồ, nhìn dáng vẻ cũng sắp muốn rơi xuống. Đây không phải là công kích, mà là lấy lòng. Chương 692, Tật Phong Lang ngây ngô đáng yêu 2. Đại ca, các ngươi là Tật Phong Lang bá chủ rừng cây, hung ác vô cùng, không phải là chó Nhật. Tỏ vẻ đáng yêu như thế, trên mặt có biểu tình thiếu đánh, có ý gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Đây là, thuần phục triệt để, muốn hắn thi triển khế ước. Nuốt nước miếng, giọng nói của La Đường khàn khàn. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Tật Phong Lang có danh xưng là bá chủ rừng cây, đây là đang lấy lòng, muốn trở thành thú sủng của đối phương. Tật Phong Lang không phải rất cao ngạo, không muốn cùng nhân loại tiếp xúc sao? Không phải rất trâu bò, thuần phục mỗi một con, đều cần tốn mấy năm thời gian, kiên trì không ngừng sao? Khi nào lại giống như chó, lè lưỡi, lắc đuôi? Chờ người khác thuần phục, hơn nữa còn là, thuần phục triệt để. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự không nhịn được, nhìn về phía Phương Tiến. Vừa rồi hắn bận giáo huấn Phong Đường chủ và Vương Thú Sư, không chú ý nhìn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong thời gian nháy mắt, lại biến thành như vậy. Đối phương rốt cuộc làm sao làm được, hắn hoàn toàn không biết. Cái này, Trương Thú Sư này vọt vào bầy sói, đánh bọn họ một trận tới mập cả người, sau đó. Sau đó, lại như vậy. Phương Tiến cũng sắp muốn khóc, hắn muốn giải thích, lại phát hiện, cái gì cũng nói không nên lời. Chuyện mới vừa rồi, hắn ngay cả chớp mắt một cái cũng chưa từng, nhìn thấy rõ ràng tất cả. Kết quả, sau khi xem xong, phát hiện mình còn muốn vỡ mộng hơn so với La Đường. Tật Phong Lang khí thế hung hăng, dáng vẻ muốn giết người, không phải giả vờ. Lấy nhãn lực của hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Chỉ là thế nào bị đánh một trận, lại lập tức thay đổi thái độ, cung kính không thể lại cung kính hơn. 2 năm trước, hắn từng theo trưởng bối trong nội đường, cùng nhau vây bắt qua Tật Phong Lang. Còn vật này hung tàn thành tính, có đôi khi vừa cho ăn ngon, sau một khắc lại bị nó hạ độc thủ. Bằng không cũng sẽ không nhận được danh hiệu Bạch Nhãn Lang. Loại vật này tính là một trong những man thú khó thuần phục nhất. Bị đánh một trận là tốt như vậy. Các ngươi có dám đáng khinh hơn một chút không? Ngươi dám lại mất mặt sói một chút nữa không? Đánh một trận lại như vậy. La Đường cũng choáng váng. Hắn đang muốn cẩn thận hỏi thăm, lại thấy Phong Đường chủ, Vương Thú Sư phía sau đầy kích động xông lại. Là, phương pháp đánh thuần thú, đặc biệt của Trương Thú Sư. Không sai, không sai. Không nghĩ tới dùng tới ở chỗ này, lợi hại, thật lợi hại. Phương pháp đánh thuần thú. La Đường, Phương Tiến nhìn nhau, từng người choáng váng. Ừ, phương pháp đánh thuần thú là phương pháp độc môn của Trương Thú Sư. Man thú chỉ cần bị đánh một trận, lại sẽ lập tức hoàn toàn thuần phục. Trước đây, thời điểm sát hạch thuần thú sư, hắn đã dùng phương pháp này, lập tức thu phục một con thanh ưng thú nửa bước tông sư. Thấy hai người không rõ, Phong Đường chủ giới thiệu. Bị đánh một trận, là có thể thuần phục. Cái quỷ gì vậy? Man thú không phải càng bị đánh, càng có tâm tình phản nghịch sao? Đánh một trận hoàn toàn thuần phục. Trên thế giới còn có phương pháp thuần thú quỷ dị như vậy sao? Thế nào bọn họ lại cảm giác so với đang nằm mơ không có gì khác nhau? Hai người chỉ cảm thấy thiên lôi đánh xuống từng trận, đầu óc đều sắp rút gân. Hoàn toàn thuần phục, hắn tự nhiên chỉ dùng mấy cái hít hơi lại thuần phục Tật Phong Lang. Lúc này, Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt dại ra. Tật Phong Lang tuy là man thú tông sư hậu kỳ, nhưng tốc độ nhanh, lực công kích mạnh mẽ. Một khi thuần phục, tuyệt đối trở thành một trợ lực lớn. Người này kiếm lời lớn. Giang Nam Bình xúc động, đầy hâm mộ. Vốn tưởng rằng người này ra bài không theo lẽ thường, cửa thứ nhất sẽ bị lập tức cắn chết. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, người ta không những không có vấn đề gì,
còn thuần phục bốn còn Tật Phong Lang. Đúng vậy, tuy rằng không biết hắn dùng bí pháp gì, khiến cho Tật Phong Lang thuần phục triệt để, nhưng thuần thú sư có thể được man thú tán thành, cam tâm tình nguyện kính dâng khế ước, là chuyện vô cùng may mắn. Người này khẳng định trong lòng vui vẻ. Ngụy Hữu Đạo nói, thuần phục man thú có thuần phục sơ bộ và thuần phục triệt để. Chỉ có thuần phục triệt để mới có thể làm cho man thú cam tâm tình nguyện kính dâng khế ước. Điều này không chỉ là thể hiện năng lực, còn là sự tán thành của man thú đối với thuần thú sư. Người này trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho Tật Phong Lang cúi đầu thuần phục, chắc hẳn là trí đắc ý đầy, thần thái sáng láng. Cho dù phía sau không xông lên nữa, danh tiếng cũng tuyệt đối vang dội. Đúng vậy. Hai người đồng thời xúc động, đang muốn xem thử người thanh niên phía dưới sẽ quan hệ tốt thế nào với bốn con man thú, lại thấy người sau vẻ mặt không kiên nhẫn đạp tới. Tất cả đều cút sang một bên cho ta, đừng ở chỗ này quấy rối. Ầm 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 ầm. Bốn tiếng kêu thảm hốt, bốn con Tật Phong Lang bị đá bay qua một bên. Người thanh niên đi nhanh xuống cửa tiếp theo. Ô ô ô ô. Bị đạp ngã lăn trên mặt đất, Tật Phong Lang không những không có tức giận tiến lên cắn người, trái lại mỗi một con vẻ mặt u oán, nằm ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn theo đối phương rời đi. Ta ngất. Tất cả mọi người ở phía trên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Chương 693, Hổ Đầu Thú 1. Một tòa tháp cao bên ngoài, cách 10 lồng thú mấy trăm thước. Hai lão nhân đứng ở trước cửa sổ, trên mặt cũng đầy vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Chính là đường chủ Tạ Cửu Thần và đại trưởng lão Ngụy Dư Thanh của thú đường tại Hiên Viên Vương Quốc. Mà vị Ngụy Hữu Đạo này chính là cháu trai ruột của vị đại trưởng lão này. Trương Huyền đi tới thú đường, chính là tìm hai vị này trước. Bằng không, cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào 10 lồng thú, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Động tác của hắn vừa rồi, ngươi thấy rõ chứ? Tạ Cửu Thần không nhịn được nói. Ta, liền thấy hắn đánh Tật Phong Lang một trận, cái khác, nhìn không hiểu. Sắc mặt đại trưởng lão Ngụy Dư Thanh nhất thời đỏ lên. Làm thuần thú sư tam tinh, thực lực bản thân còn đạt được chí tôn đỉnh phong, năng lực quan sát kinh người. Vốn đáng lẽ có thể lý giải được hành động của đối phương. Kết quả, giống như những người khác, cái gì cũng không nhìn ra. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Động tác của hắn rất nhanh, người không nhìn ra là bình thường. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn không chỉ sử dụng thủ đoạn của thuần thú, còn dùng thủ pháp của danh sư. Sắc mặt Tạ Cửu Thần đường chủ ngưng trọng nói. Thủ pháp của danh sư. Ngụy Dư Thanh trưởng lão đầy nghi ngờ. Không sai. Trực tiếp tiến lên công kích đối với mấy con Tật Phong Lang, thoạt nhìn lỗ mãng, trên thực tế mỗi một chiêu lại đều đánh vào trên tiết điểm kinh mạch của đối phương, liên tục vài cái, khiến cho mạch đập giam cầm thực lực của bọn chúng buông lỏng không ít. Tạ Cửu Thần đường chủ giải thích. Cái đó và khơi thông kinh mạch cho võ giả giống nhau, giống như trải qua đánh búa. Tật Phong Lang tuy rằng cấp bậc không thay đổi, thực lực lại tăng không ít. Man thú thăng cấp luôn luôn phiền phức, đánh vài cái khiến thực lực tăng lên trên mức diện rộng. Chúng nó tất nhiên muốn thuần phục, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này, Ngụy Dư Thanh đồng tử trợn tròn. Đối phương nói đơn giản, trên thực tế độ khó rất lớn, có thể nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một con Tật Phong Lang thể chất không giống nhau, tuổi khác nhau, tình trạng thân thể khác nhau. Cái gọi là tiết điểm kinh mạch, tự nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. Xông qua lại ra tay, hơn nữa còn ở thời điểm chiến đấu, chính xác đánh ở phía trên. Đây là năng lực quan sát thế nào? Làm sao làm được? Đừng nói hắn, cho dù là danh sư tam tinh, danh sư tứ tinh, sợ rằng cũng khó có thể hoàn thành được. Ngoại trừ cái này ra, ta thật sự nghĩ không ra khả năng nào khác. Tạ Cửu Thần đường chủ, hai mắt tỏa sáng, không nhịn được xúc động. Người thanh niên này, tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối là thiên tài lợi hại nhất trong thuần thú. Đúng vậy, lại xem hắn sống sót qua cửa thứ hai thế nào. Ngụy Dư Thanh gật đầu. Có thể sử dụng ra phương pháp ngay cả hắn vị tam tinh thuần thú sư này cũng không nhìn ra được, người này quả thật rất lợi hại. Cửa thứ hai, là ba con hổ đầu thú cấp bậc tương đương với hắn. Sắc mặt Tạ Cửu Thần đường chủ nghiêm trọng. Hổ đầu thú và Tật Phong Lang quần thể khác nhau, thích làm theo ý mình, một mình tấn công. Hơn nữa chỉ một con thực lực cường đại, nhất là thân thể và móng vuốt, từ lâu đạt tới trình độ có thể so với binh khí quỷ cấp. Có thể nói, phòng ngự vô địch, đao thương bất nhập. Cửa này muốn sử dụng biện pháp trước đó, đánh vào cục u đốt của đối phương,
sợ rằng rất khó làm được. Đúng vậy. Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu. Đường chủ có thể nhìn ra, hắn tất nhiên cũng biết, bốn con tật phong lang cửa thứ nhất, tuy rằng nguy hiểm đáng sợ, nhưng chỉ cần dám xông em mở tới người lồng thú, 8, 9 phần 10, đều có thể tiến lên. Thật sự nguy hiểm, thử thách thực lực. Nói thật, lúc này vừa mới bắt đầu. Tuy rằng dưới nhân loại cấp bậc tương đương, thân thể, tốc độ, phòng ngự của man thú đều rất cường đại, nhưng người sau dù sao cũng là chủ thể có ý thức, hơn nữa thời đại tương truyền, lưu lại vô số võ kỹ. Chỉ cần nắm giữ mấy môn võ kỹ lợi hại, dựa vào cao hơn một cấp, áp chế bốn con cấp bậc thấp, vẫn có thể làm được. Chỉ có điều, muốn áp chế ba con man thú cùng cấp bậc, độ khó lại lớn hơn. Hơn nữa còn là loại man thú am hiểu công kích đơn thể, lại phòng ngự vô địch này. Có thể nói, 89 phần 10, người khiêu chiến cũng sẽ thất bại ở cửa này, không chết cũng tàn phế. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, thật sự không được thì ra tay cứu giúp. Loại thiên tài này, thú đường cũng ít khi thấy. Tạ Cửu Thần đường chủ sinh ra lòng yêu tài, căn dặn một câu. Ừ, Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu. Sử dụng phương pháp thuần thú, ngay cả hắn xem cũng không hiểu, hoặc là Trương Huyền này có một lão sư lợi hại tới cực điểm, hoặc là lại năng lực quan sát và thiên phú không có người có thể có được. Bất kể bên nào, đều là tồn tại thú đường bọn họ cần phải cố gắng hết sức bảo vệ. Mau nhìn, bắt đầu. Trong khi hai người nói chuyện, Trương Huyền đã đi tới trước mặt ba con nu hổ đầu thú, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hổ đầu thú, thân thể mạnh mẽ, lại thêm tính cách cao ngạo đa nghi, không giống tật phong lang dễ dàng thuần phục như vậy. Nhìn ba con thú cao lớn hình hổ trước mắt, trong đầu hắn hiện lên lời giới thiệu liên quan tới loại này. Hổ đầu thú thành niên, thân cao 3 thước, thân dài 5 thước, phòng ngự vô địch, lại có thân hình cực lớn. Một con xông lại, khiến người tu luyện cảm thấy áp lực rất lớn, càng chưa nói đồng thời ba con. Thông thường cùng nhân loại chiến đấu, ngay cả chiêu số cũng không sử dụng, cứng rắn đụng tới, là có thể lập tức đâm chết đối thủ. Chỉ có điều, đối với Trương Huyền mà nói, không có vấn đề gì. Thực lực của bản thân hắn tuy rằng chỉ có tông sư đỉnh phong, lực chiến đấu thật sự, lại có thể cùng chí tôn trung kỳ đánh một trận. Ba con hổ đầu thú mà thôi, không tính là gì cả. Hắn híp mắt lại, tinh thần thoáng động, từng hoa văn từ trong đồng tử hiện ra. Ba con hổ đầu thú cực lớn trước mặt, lập tức thay đổi dáng vẻ, hoa văn cơ bắp, xương cốt sắp thành hàng, hướng đi của huyệt đạo, chỗ mấu chốt. Tất cả xuất hiện ở trong mắt hắn. Mắt minh lý. Sau chữ sư luyện tâm, kỹ năng đặc biệt này của danh sư thăng cấp, không chỉ nhìn cấp bậc cao, có thể nhìn ra vấn đề cũng nhiều hơn. Chương 694, Hổ đầu thú 2. Ba con hổ đầu thú này ở trước mặt người khác, uy phong lẫm liệt, trong mắt hắn, trăm ngàn chỗ hở, khắp nơi đều là vấn đề. Bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng. Không dễ dàng thuần phục lại như thế nào. Mục đích của ta cũng không phải thuần phục. Trương Huyền mỉm cười, tiến lên một bước. Mục đích của hắn là thông qua 10 lồng thú, mà không phải thuần phục man thú. Thuần phục nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại còn có thể giống như tật phong lang trước đó, lại đuổi qua bên cạnh không đi, như vậy lại nguy rồi. Gào! Hắn từng bước một tiến lên, chẳng khác nào tiến vào lĩnh vực của hổ đầu thú. Trong một tiếng giống lên, ba con đều bao vây xung quanh hắn. Hổ đầu thú có phòng ngự vô địch, lần này chắc hẳn phải rơi vào khổ chiến. Mắt Ngụy Hữu Đạo nheo lại. Đúng vậy. Giang Nam Bình gật đầu. Lại xem công kích của hắn có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương hay không. Không phá nổi, lại chỉ có một con đường chết. Ầm 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 ầm. Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy một người ba hổ đã giao đấu. Hắn, thế nào lại công kích vào bụng của hổ đầu thú? Nguy rồi. Giang Nam Bình biến sắc. Hổ đầu thú không giống với man thú khác, bụng ngược lại là địa phương phòng ngự mạnh nhất. Nó là cố ý lộ ra điểm ấy, dụ cho người công kích. Một khi tiếp chiêu lại bị lừa. Sắc mặt Ngụy Hữu Đạo cũng khó coi. Man thú bình thường, bởi vì bụng tu luyện không được, thông thường đều yếu nhất. Điều này đã thành quy luật, nhưng, hổ đầu thú lại khác. So với man thú khác, bụng nó xuất hiện thêm một khối xương cốt, trời sinh cứng rắn kiên cường dẻo dai. Chính vì vậy, nó thông thường đều sẽ coi đây là mồi, thu hút người tu luyện công kích. Một khi mắc câu, chẳng khác nào đi tới gần thân nó, còn không tùy ý nó bóp nặn. Vừa nhìn người thanh niên này thuần phục tật phong lang, tốc độ vừa nhanh vừa độc, cho rằng khẳng định hết sức quen thuộc đối với tập tính của man thú.
thế nào gặp phải hổ đầu thú lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp nhất này? Tấn công bụng, chẳng khác nào đang làm chuyện vô nghĩa. Vừa bị đối phương phản kích, ngươi lại xong đời. Mau nhìn, hổ đầu thú chuẩn bị phản kích. Lại ở thời điểm hai người nhăn mày lại, phía dưới một người một thú đã hoàn toàn tiếp xúc. Hổ đầu thú thấy người này quả nhiên công kích bụng của nó, hưng phấn mắt tỏa ra ánh sáng, đuôi cực lớn chợt vung lên một cái, lại muốn kéo người thanh niên trước mắt qua. Ai biết còn chưa đến tới trước mặt đối phương, nắm đấm của người này đã lại rơi vào bụng của nó. Ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt và đùa cợt, đang định dựa theo kế hoạch đã định lập tức đánh ngã đối phương, nó liền nghe được một tiếng động khẽ. Ầm, một lực lượng lớn vô cùng, dọc theo cánh tay của đối phương trào vào trong cơ thể. Hổ đầu thú vốn đang cười nhạo nhân loại này ngu si, mắt hổ thoáng một cái trợn tròn, thiếu chút nữa rơi ra khỏi viền mắt, đầu lưỡi phun ra, nước bọt ào ào chảy xuôi. Ngay sau đó, vèo, một tiếng, thân hổ cực lớn dài hơn 5 thước, bay thẳng tắp về khoảng không phía trước, đầu đụng vào trên lồng sắt. Ầm, một hình hổ cực lớn đập xuống lồng sắt. Ầm, từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất, hất tung một mảng bụi bặm lớn, hổ đầu thú vùng vẫy một cái, mở miệng nôn mửa từng đợt. Nó muốn đứng lên, lại cảm thấy đau bụng vô cùng, thế nào cũng không đứng nổi. Cái gì? Một quyền đánh vào địa phương phòng ngự mạnh nhất của hổ đầu thú, đánh nó cũng đứng lên không nổi, bò cũng bò không được. Cái này, cái này. Trong nháy mắt, phía trên khán đài, tất cả lặng ngắt như tờ. Hổ đầu thú lại có phòng ngự vô địch. Dựa theo tình huống bình thường, lực lượng của nhân loại chỉ đủ gãi ngứa cho đối phương, lại thoáng một chút đánh đối phương thiếu chút nữa chết. Làm sao làm được? Ngươi xác định đây chỉ là một quyền, không phải một chân voi chứ? Là thiên đạo quyền. Trong đám người Lưu Dương nhất thời siết chặt nắm đấm, mắt ửng đỏ. Đây là thiên đạo quyền lão sư truyền thụ cho hắn, tuy rằng giống hệt với hắn dùng, nhưng uy lực của hai người lại có sự chênh lệch lớn như trời và đất. Hổ đầu thú tông sư đỉnh phong bị một chiêu đánh bay, đầu óc choáng váng, không tìm được phương hướng. Lực lượng to lớn, sợ rằng chí tôn sơ kỳ cũng không chống đỡ được. Xem ra sau này ta phải cố gắng tu luyện. Trong lòng hắn thầm hạ quyết định. Gào. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, một chiêu đánh bay một con hổ đầu thú, Trương Huyền nhìn về phía hai con còn lại. Không nhìn còn tốt, ánh mắt hắn vừa đảo qua, chỉ thấy hai con này khóe miệng đồng thời giật một cái, đồng loạt lui về phía sau. Tuy rằng man thú không thông minh, lại không ngốc. Con vừa rồi, là cường đại nhất trong bọn chúng, kết quả. Bị một quyền đánh bay, mở miệng nôn mửa. Nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, bọn chúng lại làm sao có thể chống đỡ được. Đừng sợ, để cho ta đánh một quyền, chúng ta lại kết thúc. Nếu không các ngươi không ngã xuống, ta không có cách nào thông qua khiêu chiến. Thấy man thú được xưng là hung mãnh tự nhiên khiếp sợ đến mức lui về phía sau, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi, bóp bóp nắm đấm, bắt chuyện nói một tiếng. Bịch, bịch, vừa dứt lời, liền nghe được hai tiếng vật nặng ngã sấp xuống. Ngay sau đó liền thấy hai con hổ đầu thú mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, đồng thời nằm ở trên mặt đất, chổng vó, đầu lưỡi vươn ra, nước miếng chảy ròng ròng. Trương Huyền. Mọi người. Chương 695, Thất Mạch Bạo Hùng 1. Đây là tình huống gì? Hai con hổ đầu thú lẽ nào bị bệnh? Bệnh cái lông, ngươi lẽ nào không nhìn ra, là bị sợ? Hắn nói, các ngươi không ngã xuống, ta không có cách nào thông qua khiêu chiến. Hai con này lại khiếp sợ đến mức ngã sắp xuống. Sau đó lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người phía trên đều muốn phát điên rồi. Đã thấy man thú liều chết đánh lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đã thấy cao ngạo không kềm chế được, không cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi. Còn chưa từng thấy qua, ngay cả đánh cũng không đánh, trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Các ngươi rốt cuộc là sợ người này tới mức nào? Vừa ra tay, lại khiến cho hổ đầu thú được gọi là hung mãnh khiếp sợ đến mức nằm trên mặt đất giả chết. La Đường, Phương Tiến cũng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Có cần khoa trương như vậy hay không? Đây chính là hổ đầu thú, hung bạo mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả cường giả chí tôn cũng dám xông lên cắn một cái. Nghe được đánh một quyền, lại nằm xuống tới, không ngừng phun nước miếng. Có dám giả tạo hơn một chút nữa không? Có thể không biết xấu hổ hơn một chút nữa sao? Tôn nghiêm của man thú đâu? Khí phách của bá vương rừng rậm đâu? Khí độ của tông sư đỉnh phong đâu? La Đường đều cảm thấy toàn thân cũng bị suy sụp. 10 phút trước,
còn tràn đầy tự tin cảm thấy được ta là anh hùng thiên hạ trong thế hệ. Trong đạo thuần thú, tại Hiên Viên Vương quốc không có địch thủ. Nhìn thấy Trương Huyền này, thế giới quan đều sụp đổ. Mấy hơi thở khiến Tật Phong Lang quỳ rạp trên mặt đất chờ thuần phục triệt để. Kết quả người này, cũng không để ý tới, một cước đá bay. Ngươi không cần man thú, ta cắn răng nhận. Nhưng, chỉ một câu nói, hổ đầu thú khiếp sợ đến mức giả chết, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Nếu như đổi lại thành ta, sẽ như thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, lập tức vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám. Nếu như hắn ở vị trí của đối phương, nhất định sẽ bị ba con này cào chết, đừng nói khiến cho chúng khiếp sợ đến mức nằm trên mặt đất. Đoán chừng là đối phương hét lớn một tiếng, mình nằm trên mặt đất giả chết. Trước đó đám người Phong Đường chủ đối với người này vô cùng tôn sùng, mình còn cảm thấy bọn họ nói quá. Bây giờ mới biết, mình và người này quả thật có chênh lệch lớn. Hơn nữa còn là, chênh lệch một trời một vực. Ta cũng làm không được. Phương Tiến cũng cười gượng lắc đầu. Cho dù hiện tại hắn là cường giả nửa bước chí tôn, gặp phải ba con hổ đầu thú cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Đánh bại, khiến cho chúng thuần phục, cũng chỉ có thể nằm mơ mới suy nghĩ một chút. Hổ đầu thú có địa phương phòng ngự mạnh nhất là bụng, ảnh hưởng đến lực lượng toàn thân phát huy. Hắn trực tiếp dùng một thủ đoạn bạo lực nhất, đánh chúng ở đây, trong nháy mắt phá hủy kết cấu sinh lý. Điều này mới dẫn đến nó không ngừng nôn mửa, đứng lên cũng không nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Tạ Cửu Thần Đường chủ cũng há hốc miệng, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Hai con hổ đầu thú còn lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, biết một khi bị đánh trúng, sẽ giống như con trước đó, đánh mất lực chiến đấu. Man thú không có lực chiến đấu, chẳng khác nào mất đi tính mạng. Có ngốc cũng biết lựa chọn thế nào. Man thú cũng sẽ tránh giữ tìm lành, gặp phải một vài kẻ có thể khiến cho nó chết, phách lối hơn nữa cũng sẽ phân chia trường hợp, không có khả năng kiên trì xông lên. Đúng vậy, nhưng, phạm vi bụng của hổ đầu thú lớn như vậy, một quyền đánh chúng, xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân cũng không chỉ là lực lượng mạnh mẽ, còn phải hiểu rõ đầy đủ nhất đối với kết cấu sinh lý của nó, có khả năng trong nháy mắt tìm đúng khe hở cơ bắp, xương cốt, kinh mạch vận chuyển, một chiêu phá hủy. Toàn thân Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng giống như nằm mộng. Đây chính là hổ đầu thú. Đừng nói thời điểm hắn là tông sư đỉnh phong, cho dù là hiện tại, muốn một quyền trấn áp nó, khiến nó nằm trên mặt đất giả chết, cũng làm không được. Đây cũng không phải là lực lượng đơn thuần, mà là dính dáng tới hiểu rõ hình thái sinh mạng, quen thuộc với cuộc sống và thói quen tấn công của man thú loại hổ này tới cực điểm, khiến cho người ta giận sôi, mới có thể làm được. Có thể nói, đã nghiên cứu loại man thú này đến mức còn hiểu rõ hơn so với bản thân mình, mới có thể qua loa một chút liền kết thúc như vậy. Đây, còn là người sao? Một thuần thú sư nhị tinh chưa đủ 20 tuổi. Làm sao làm được? Nếu ta đoán không lầm, hắn có khả năng có một con thú sủng chính là hổ đầu thú, ngày đêm ở chung, lúc này mới có thể hiểu rõ nhiều đối với chúng như vậy. Nếu không, thật sự không nghĩ ra. Tạ Cửu Thần Đường chủ chậm rãi nói. Quen thuộc đối với bất kỳ vật gì, cũng không thể từ trong không trung ra. Cần phải ngày đêm ở chung mới được tìm được quy luật. Năm đó một vị thi họa sư ở Vương Thành, vì có thể vẽ ra thật tốt linh tính của trúc, xung quanh nhà ở trồng đầy trúc, ngày đêm quan sát, tròn 27 năm, lúc này mới vẽ ra được tác phẩm rất có thần vận, một lần hành động thành danh, được thiên hạ biết tới. Một vài thuần thú sư lợi hại, vì hiểu rõ hiểu thú sủng của mình, cũng ngủ nghỉ không rời. Thậm chí còn bắt chước theo động tác của bọn họ, mới sáng tạo ra công tác tương ứng, hiểu rõ càng nhiều thói quen, khiến cho độ tín nhiệm của nó tăng lên rất nhiều. Trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, có thể thoáng chốc tìm được vấn đề ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới, đánh cho hổ đầu thú chủ động chịu thua, nói rõ hiểu biết của hắn đối với loại man thú này, cho dù bọn họ cũng không thể bằng được. Sợ rằng, ở trên người loại hổ đầu thú này, hắn bỏ không ít công sức. Hắn vô cùng có khả năng lại có một con man thú loại này. Đúng vậy. Ngụy Dư Thanh trưởng lão tán thành gật đầu. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hiểu rõ đối với hổ đầu thú, dễ dàng có thể thông qua. Nhưng cửa thứ ba lại không quá dễ dàng. Cửa thứ ba là man thú nửa bước chí tôn, thất mạch bạo hùng. Thần sắc Tạ Cửu Thần Đường chủ cũng dần dần ngưng trọng. Loại man thú này số lượng rất ít ỏi. Hơn nữa gần như không khả năng thuần phục. Cho nên, muốn nói hiểu rõ trước, là không thể nào làm được. Chương 696, Thất Mạch Bạo Hùng 2.
Mấu chốt nhất chính là, loại này lực lớn vô cùng. Tuy chỉ có nửa bước chí tôn, nhưng lực lượng chân chính sợ rằng đã vượt qua vạn đỉnh. Trong cơ thể thất mạch bạo hùng chỉ có 7 kinh mạch, thoạt nhìn ít, nhưng cũng chẳng khác nào cho bọn chúng ưu thế tự nhiên. Kinh mạch ít cũng lại càng lớn hơn, lực lượng mạnh hơn. Nếu không động tác của bọn chúng chậm chạp, tốc độ không nhanh, tuyệt đối là man thú cấp chí tôn, mà không phải phân loại thấp hơn một cấp bậc. Ngụy Dư Thanh trưởng lão gật đầu. Thất mạch bạo hùng được công nhận chính là man thú nửa bước chí tôn, chủ yếu bởi vì tốc độ của nó không nhanh, thực lực tổng hợp tương đương với nửa bước chí tôn. Nhưng nếu như nói riêng về lực lượng, cho dù chí tôn sơ kỳ bình thường, cũng khó có thể bằng được. Cửa thứ ba của 10 lồng thú, vì bù đắp chỗ thiếu hụt về tốc độ của thất mạch bạo hùng, cố ý sửa lại lồng giam chật lại, người mình chắn cửa ải, vạn người không thể qua. Người khiêu chiến không có khả năng tìm khe hở chui qua. Còn muốn dựa vào phương pháp hai cửa ải vừa rồi, sợ là không thể nào. Tạ Cửu Thần đường chủ nói. Hai cửa ải trước, Trương Huyền này thoạt nhìn quá dễ dàng, trên thực tế bị nghi ngờ có đầu cơ trục lợi. Đều nắm giữ chỗ thiếu hụt, vấn đề của hai loại man thú, lúc này mới một đòn tất chúng, mới thuận lợi hoàn thành. Mà cửa thứ ba, rõ ràng tình huống không giống vậy. Chỗ khiêu chiến chật hẹp vô cùng, né tránh xê dịch cũng khó khăn. Thất mạch bạo hùng nhất định sẽ che giấu chỗ thiếu hụt ở sau lưng, khiến cho ngươi công kích không được. Cho dù thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đối đầu cứng đối cứng. Nếu như thực lực tương đồng ngược lại cũng thôi, cao hơn một cấp, còn phải muốn đối phó với hai con. Độ khó không phải lớn bình thường. Có thể nói gần như không có hy vọng chiến thắng gì. Chắc hẳn, hắn phải dừng lại ở chỗ này. Nắm đấm Giang Nam Bình đang siết chặt chậm rãi buông ra. Một chiêu khiến hổ đầu thú khiếp sợ đến mức giả chết tránh né, cũng cho hắn chấn động rất lớn. Nhưng thất mạch bạo hùng và hổ đầu thú không giống nhau. Liều chết chấn thủ ở trong lối đi chật hẹp, hoàn toàn không thể mưu lợi được, chỉ có thể dùng lực lượng cứng rắn đập tới. Chỉ cần lực lượng không đủ, thua, là tất nhiên. Từ khi người thanh niên này vừa mới cùng Tật Phong Lang chiến đấu, có thể thấy được, hắn cực kỳ am hiểu tốc độ. Người tu luyện loại này, trên phương diện lực lượng rất nhiều chỗ đều bị thiếu hụt. Giống như chiếc gương phản chiếu ngược lại, người không có khả năng chỗ nào cũng có lợi. Muốn khiến cho thất mạch bạo hùng thần phục, chí tôn sơ kỳ cũng làm không được. Hắn, khẳng định không ngăn cản được. Ngụy Hữu Đạo cũng có quan điểm tương đồng. Nếu như nói cửa thứ hai cùng hổ đầu thú chiến đấu, là nguy hiểm đáng sợ, vậy cửa này, chính là tuyệt vọng. Sẽ cho người biết, rõ ràng động tác của đối phương không nhanh. Nhưng không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Lại xem hắn dùng binh khí gì. Giang Nam Bình lên tiếng. Cửa này, bởi vì đối đầu là man thú có lực lớn vô cùng, có thể cho phép sử dụng binh khí. Có thể lựa chọn binh khí cũng có kỹ xảo. Nếu như quá dài, nơi chật hẹp, khó có thể thi triển, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Quá ngắn, đối đầu với man thú có thân thể to lớn như thế, lại không có tác dụng gì, khiến người ta rầu rĩ. Lựa chọn không tốt. Chẳng khác nào hoàn toàn buông tha. Đã đi tới trước giá binh khí, ta đoán hắn sẽ phải lựa chọn búa lớn các loại, rất nặng lại dễ dàng thi triển. Ta cảm thấy chắc là đoạn kiếm sắc bén các loại, sử dụng đơn giản dễ dàng. Mắt hai người nhìn chăm chú qua, trong miệng nói ra suy nghĩ. Còn chưa nói dứt lời, tất cả đều sửng sốt. Chỉ thấy người thanh niên phía dưới đi tới trước cái giá binh khí, hình như không thấy được thứ mình cần, nhấc chân đi tới, cái gì cũng không chọn. Không chọn, có ý gì, sẽ không phải, là muốn tay không cùng thất mạch bạo hùng tranh đấu chứ. Tay không, người này không điên chứ. Đây chính là thất mạch bạo hùng lực lớn vô cùng, dựa binh khí đánh kỹ xảo cùng đối phương, có lẽ còn có thể thắng. Tay không, đánh như thế nào? Điều này lại giống như cầm trứng gà đập tảng đá, quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Bắt đầu rồi, hiện tại còn muốn chọn, cũng đã muộn. Bọn họ đang kinh ngạc. Lại thấy người thanh niên đã đi tới phạm vi của hai con thất mạch bạo hùng. Gào, gào. Hai tiếng rít gào phẫn nộ, hai con man thú cực lớn, ngăn cản chặt chẽ lồng sắt chật hẹp, khí thế hung hăng nhìn lại, hình như muốn xé nát hắn. Thất mạch bạo hùng, không chỉ lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng vô địch. So với hổ đầu thú cũng không kém hơn, hơn nữa lại đặt ở loại địa phương chật hẹp này. Cửa ải này quả thật rất khó. Trương Huyền nhìn về phía trước. Trong kiến thực hắn học tập qua, miêu tả đối với loại man thú này không dưới mấy vạn chữ, biết man thú này đáng sợ và cường đại.
Nếu như không tu luyện qua thiên đạo kim thân tầng thứ hai, gặp phải, sợ rằng thật sự rất khó giải quyết. Mà bây giờ, ngược lại cũng không tính là gì cả. Về phần binh khí, hắn có học qua thương pháp, kiếm pháp, đao pháp, đều quá mức sắc bén. Nếu chẳng may làm không tốt giết chết, thú đường còn không cùng mình liều mạng sao? Man thú cấp bậc nửa bước chí tôn, cho dù ở thú đường tại Hiên Viên Vương quốc, cũng không phải một chảo nắm được một đám lớn. Được rồi, động tác của chúng ta cũng nhanh một chút. Ta còn muốn kiếm thêm chút máu linh thú. Lắc đầu, không đợi đối phương đi qua, Trương Huyền tiến lên trước, thân thể thoáng lắc một cái, đã đi tới trước mặt một con thất mạch bạo hùng, hai tay ôm lấy cái chân lớn bằng cái đầu của con man thú này. Lên! Hắn hét lớn một tiếng, ném nó lên. Đây là đấu pháp gì? Đám người Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình, Tạ Cửu Thần Đường Chủ, Ngụy Dư Thanh Trưởng Lão, đồng thời đứng ngây ra tại chỗ. Chương 697, ta muốn khiêu chiến 10 lồng thú thượng một. Gào, gào, gào. Vẻ mặt thất mạch bạo hùng cũng vỡ mộng. Vốn tưởng rằng đối phó một nhân loại chỉ có tông sư cảnh, dễ dàng vui vẻ, trực tiếp nghiền ép. Ai biết người này vừa xông lại, liền ôm lấy nó. Nó còn chưa có kịp phản ứng, đã bị ném văng ra ngoài. Gào cái gì mà gào? Ngay sau đó nghe được tiếng nói của người thanh niên vang lên, đầu thoáng cái đập vào trên lồng sắt. Ầm 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 ầm. Thất mạch bạo hùng thân thể to lớn, không ngừng tiếp xúc thân mật với lồng sắt, một chút bên trái, một chút bên phải, bị rơi tới đầu choáng mắt hoa, sắp muốn nôn ra máu. Một con thất mạch bạo hùng khác không nghĩ tới người này mạnh như vậy, lực lượng lớn như vậy, đập cho bạn đồng hành ngã tới ngã lui, nó tức giận kêu loạn, vừa tung người lại muốn xông lại hỗ trợ. Muốn cứu nó, cho. Còn chưa đến tới trước mặt, tiếng của thanh niên đối diện tiếp tục vang lên. Ngay sau đó nó liền thấy cái bóng tối tăm cực lớn của bạn đồng hành đánh qua. Còn chưa có kịp phản ứng, đã bị đập trúng, cả hai cùng ngã trên mặt đất. Có nhận thua hay không? Đánh cho hai con rơi tới thất điên bát đảo, tay Trương Huyền đút túi lười biếng đi tới. Gào. Con thất mạch bạo hùng thứ hai bị đập trúng, lại gào thét, còn muốn phản kích. Trương Huyền lắc đầu, lại ôm lấy một chân của nó, hung hăng vung lên. Ầm 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 ầm. Trên lồng sắt, trên mặt đất, rất nhanh bị đập lõm xuống từng cái hố lớn. Con bạo hùng đầu tiên trước đó bị ngã, sắp muốn nôn ra máu đang muốn đứng lên, liền thấy bạn đồng hành cũng xem là binh khí đánh qua. Bịch bịch. Thời gian không lâu, hai con đều không chịu được, mỗi một con choáng mắt hoa ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Đấu khí lực cùng với mình sao? Nói đùa. Tu luyện thiên đạo kim thân tầng thứ hai hoàn thành, lực lớn gần 1.5 vạn đỉnh, cho dù hai con này lực lượng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể chờ bị đánh. Khiến hổ đầu thú nổi danh về phòng ngự bị đánh một quyền không có sức phản kháng. Thất mạch bạo hùng lấy lực lượng xưng bá, cũng bị lực lượng đánh bại, tiện tay ném tới ném đi. Đây là người sao? Hắn thật sự chỉ là tông sư đỉnh phong. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vốn tưởng rằng xông qua 10 lồng thú là não tàn mới có quyết định. Lúc này nhìn thấy mới biết, người ta đây là nghiền ép. Cái gì tật phong lang, cái gì hổ đầu thú, cái gì thất mạch bạo hùng. Lại nói giống như một đóa hoa, ở trước mặt hắn chẳng khác nào một con gà con, muốn ném lại ném, muốn đánh thì đánh. Cấp bậc của hắn vẫn là tông sư đỉnh phong, chỉ có điều, sử dụng, thân thể lực lượng thuần khiết. Lần này, sau cả buổi Tạ Cửu Thần Đường chủ mới khép miệng lại. Trước đó, động tác của đối phương nhanh, lại mượn kỹ xảo, không nhìn ra. Hiện tại hoàn toàn dựa vào man lực chiến đấu, trong cơ thể đối phương này cả một chút sóng dao động chân khí cũng không có, lại đánh ngã bạo hùng hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Có ngốc cũng hiểu rõ, đối phương không chỉ có năng lực quan sát cao, hiểu rõ đối với man thú nhiều, lực lượng cũng cường đại kinh người. Không chỉ là đơn thuần lực lượng thân thể, hắn nhẹ nhàng ôm lấy một chân của bạo hùng, cũng sử dụng kỹ xảo, Ngụy Dư Thanh trưởng lão nói. Không sai, tốc độ bạo hùng tuy rằng chậm, nhưng có thể trở thành man thú nửa bước chí tôn, cũng có kỹ năng chiến đấu rất lớn. Tiến lên khiến hắn không năng lực phản kháng, chỉ sợ không chỉ đơn giản là ôm lấy như vậy, còn khống chế nguồn gốc đối phương thi triển lực lượng, khiến cho hắn không có cách nào điều động sử dụng lực lượng. Tạ Cửu Thần Đường chủ cũng không biết hình dung như thế nào. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù thất mạch bạo hùng bị ôm lấy cái chân, thân thể nó cao lớn như vậy, lực lượng cuồng bạo như vậy, làm sao có thể bị người đánh ngã, mà không nhúc nhích. Rất rõ ràng,
dưới một cái ôm của đối phương, nó lại bị khống chế điểm yếu hại. Mà điểm yếu hại này giống như mạch môn của nhân loại, một khi bị nắm lấy, lập tức không còn lực lượng, lúc này mới mặc cho người bóp nặn. Đường chủ, ngươi nói hắn, trong nhà sẽ không phải cũng nuôi một con thất mạch bạo hùng chứ? Ngụy Dư Thanh trưởng lão nhìn qua. Vừa rồi đường chủ nói trong nhà đối phương có khả năng nuôi một con hổ đầu thú, lúc này mới có thể quen thuộc như vậy, dễ dàng tìm được chỗ mấu chốt. Đối phó với con thất mạch bạo hùng này, cũng thoáng cái tìm được mạch môn. Chẳng lẽ cũng nuôi một con? Khụ khụ. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, Tạ Cửu Thần đường chủ thiếu chút nữa bị nước bọt sặc chết. Đã thấy trong nhà nuôi một con man thú, chưa thấy qua nuôi một đống man thú. Nhà hắn cũng không phải mở thú đường, làm sao có thể vừa có tật phong lang, vừa có hổ đầu thú. Hiện tại ngay cả thất mạch bạo hùng cũng nuôi. Liên tục qua ba cửa, sợ rằng vị Trương Huyền này sẽ trở thành người thuần thú sư đầu tiên thông qua 10 lồng thú ở thú đường chúng ta. Biết ở phía trên này dầu dĩ, là đánh mặt vào mặt mình, Tạ Cửu Thần đường chủ lúng túng cười, nói sang chuyện khác. Trước đó cũng có người xông qua 10 lồng thú, qua hai cửa ải còn không kiên trì nổi. Người ta qua ba cửa, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Có lẽ có cửa ải thứ tư cũng có thể qua. Đúng vậy, đường chủ, xem ra ngươi phải chuẩn bị máu linh thú. Ngụy Dư Thanh trưởng lão mỉm cười. Khiêu chiến 10 lồng thú thưởng là một giọt máu linh thú. Nhìn khí thế của đối phương hiện tại, chắc hẳn là có thể một lần hành động thành công, đến lúc đó không thiếu phải lấy ra vật này. Ha ha! Tạ Cửu Thần đường chủ vuốt râu mỉm cười. Có thể thông qua 10 lồng thú, nói rõ thiên tài của thú đường chúng ta càng lúc càng lợi hại. Một giọt máu linh thú mà thôi, không tính là gì cả. Ta không chỉ muốn lấy ra, còn muốn tuyên bố, sau này có thiên tài xông vào, cũng sẽ lấy ra, hơn nữa còn là càng nhiều hơn. Chương 698, ta muốn khiêu chiến 10 lồng thú thượng 2. 10 lồng thú, không chỉ thú đường tại Hiên Viên Vương quốc nghìn năm qua không ai thành công. Thú đường ở các vương quốc phong hào tương đương, cũng không có mấy thông lệ từng thành công qua. Có một người như vậy, sau này nói chuyện cùng những người khác, cũng có mặt mũi, mở mày mở mặt. Hơn nữa, còn có thể cổ vũ càng nhiều thiên tài, phấn đấu tiến tới. Đối với toàn bộ thú đường mà nói, đây cũng là khích lệ lớn nhất. Đúng vậy. Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng hiểu rõ điểm ấy, không nhịn được gật đầu. Hắn đang muốn nói tiếp, ánh mắt nghiêm trọng. Mau nhìn, xông qua cửa ải cuối cùng. Không chỉ là hắn, lúc này tất cả những người khác cũng đều nhìn lại. Hai con thất mạch bạo hùng đã ngã xuống, lại không có sức phản kháng, Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đã tới cửa ải cuối cùng của 10 lồng thú. Man thú chí tôn sơ kỳ, kim thân thiết tí viên. Kim thân thiết tí viên, hình thể không lớn, tương đương với nhân loại. Cũng chính vì nguyên nhân này, bất kể tốc độ, lực lượng, hay độ linh mẫn, đều không giống nhân loại. Thật sự chiến đấu, chí tôn trung kỳ sợ rằng cũng khó giành lấy thắng lợi. Trương Huyền sợ rằng phải rơi vào khổ chiến. Phong đường chủ và vương thú sư nhìn nhau, từng người nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt. Đối với vị trương thú sư này, bọn họ vẫn có thiện cảm rất lớn. Rõ ràng có bản lĩnh, còn giấu mình giống như cái gì cũng không biết. Không diễu võ dương oai giống như La Đường, cái gì cũng không hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác thích giả vờ tới giả vờ lui. Ba cửa ải trước, bất kể tật phong lang, hổ đầu thú hay thất mạch bạo hùng, đều chỉ có mạnh mẽ bình thường, hoặc có khuyết điểm có thể lợi dụng. Mà con kim thân thiết tí viên này, không chỉ tu vi cao, còn gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Có thể nói, cùng nó chiến đấu, không thể dễ dàng giống như chiến đấu cùng một cường giả chí tôn sơ kỳ, thậm chí còn vượt qua. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thực lực của trương thú sư, đã vượt ra ngoài phạm vi chúng ta có thể lý giải. Có lẽ, thật sự có thể giành được thắng lợi. Không giàu dĩ bao lâu, phong đường chủ lắc đầu. Hơn một tháng trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy vị trương thú sư này, hắn vẫn chỉ là một tiểu tử thông huyền cảnh. Mà bây giờ, tự nhiên đạt được tông sư đỉnh phong. Ngay cả thất mạch bạo hùng nửa bước tông sư, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Thực lực dĩ nhiên vượt qua bọn họ, đủ để khiến cho bọn họ phải nhìn lên. Loại cường giả này, cho dù có giấu giếm thủ đoạn gì, bọn họ cũng không có thể phỏng đoán. Trong khi hai người đầy vẻ lo lắng, Trương Huyền phía dưới đã đi tới trước mặt kim thân thiết tí viên. Trước đó, cảnh tượng Trương Huyền lăn qua lăn lại rất nhiều man thú, thiết tí viên đều nhìn thấy ở trong mắt. Nó biết người trước mắt này tuổi tác tuy rằng không lớn, lại không dễ dàng đối phó.
Nó không chút do dự nào, bước trên mặt đất một bước, không có nửa câu nói thừa, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Không hổ danh là thiết tí viên, vừa ra tay lại không tầm thường. Kinh khí nổ lớn, nắm đấm còn chưa đến tới trước mặt, lại đè ép không khí vù vù vang dội, giống như xé rách. Lợi hại. Sắc mặt Trương Huyền thoáng ngưng trọng, cũng một quyền nghênh đón. Ầm. Nắm đấm đụng vào nhau, một người một vượn đồng thời lui về phía sau mấy bước. Ừ. Trương Huyền sửng sốt. Không vừa nghĩ tới con thiết tí viên này tự nhiên có thể cùng thiên đạo kim thân tầng thứ hai của hắn cứng rắn chống đỡ, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Những con man thú trước đó có danh tiếng rất lớn, nhưng nếu thật muốn chiến đấu, căn bản không chống đỡ được. Con này có thể cùng hắn cứng rắn chống lại, đủ thấy đáng sợ. Vù vù. Một chiêu va chạm vào nhau, thiết tí viên hình như giấy lên hưng phấn, lại vọt tới, bóng người nhanh như điện. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Bất kể là tốc độ hay phản ứng, đều cực nhanh, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Ầm 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 ầm, liên tiếp va chạm vào nhau mấy chiêu, Trương Huyền liên tiếp lui về phía sau. Không được, thực lực của con này rất mạnh, hơn nữa lực phòng ngự cũng không yếu. Cùng nó chiến đấu, nó muốn thắng ta dễ dàng, ta muốn thắng nó, khó khăn. Lông mày hắn nhăn lại. Lại cẩn thận nói tiếp, hiện tại tu vi chân khí Trương Huyền chỉ có tông sư đỉnh phong. Mặc dù có thể cùng đối phương chiến đấu, là bởi vì thân thể cường lực. Nhưng phản ứng của cường giả chí tôn và tông sư rõ ràng vẫn có chênh lệch nhất định. Cho dù lực lượng của hắn không kém gì đối phương, trên phản ứng cũng sẽ không theo kịp, có vẻ tương đối tốn sức. Nếu như đối phương chỉ cao hơn hắn một cấp bậc, còn có thể sử dụng mắt minh lý, suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Nhưng cao hơn hai cấp nửa bước chí tôn sơ kỳ kỹ năng này lại vô dụng. Đoán không ra động tác kế tiếp, trên tư duy lại có phần không theo kịp, chỉ dựa vào thân thể, đã muốn thắng được, quả thật rất khó. Đương nhiên, nếu như là đọ sức sinh tử, giết chết nó vẫn rất nhẹ nhàng. Chỗ thiếu hụt, biết tay không muốn thắng được đối phương rất khó khăn, Trương Huyền không do dự quá lớn, tinh thần thoáng động. Một quyển sách xuất hiện ở đồ thư quán. Sau một khắc, nội dung trong đó rơi vào mi mắt. Thì ra là thế. Nhìn xong nội dung. Trương Huyền khẽ cười, khóe miệng cong lên. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng muốn thắng được kim thân thiết tí viên, không quá dễ dàng. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, Ngụy Dư Thanh trưởng lão nói. Làm cường giả chí tôn đỉnh phong, thực lực của một người một thú, hắn nhìn có thể hiểu rất rõ. Rất rõ ràng, Trương Huyền rơi vào hạ phong. Không phải là không quá dễ dàng, mà là không có khả năng. Không nghĩ tới liên tục ba cửa đều thuận lợi như vậy. Cuối cùng lại dừng lại ở chỗ này. Đáng tiếc, Tạ Cửu Thần Đường chủ cảm thán một tiếng, không nhịn được lắc đầu. Ban đầu còn nghĩ chỗ này của bọn họ có thể có một vị khiêu chiến thành công. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị thất bại. Chương 699, ta muốn khiêu chiến 10 lồng thú, hạ 1. Vị Trương Huyền này chắc hẳn là học được phương pháp luyện thể nào đó lợi hại, có thể khiến cho lực lượng thân thể đột phá vạn đỉnh, có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng kim thân thiết tí viên tăng cường kinh khủng. Hơn nữa mạnh mẽ chính là thực lực tổng hợp, bất kể từ một điểm nào, đều không chê vào đâu được. Cho dù người thanh niên không kém, vẫn không có hy vọng chiến thắng. Ngược lại sẽ dựa theo chiến đấu chuyển rời, xuất hiện loại nhược điểm này, có thể bị nó nhân cơ hội. Nói cách khác, dựa theo kiến thức của hắn thấy, nếu như vị Trương Huyền này không có phương pháp khác, thua trận đã là điều tất nhiên. Đúng là rất đáng tiếc. Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng nhìn ra, theo thở dài một tiếng, đang muốn nói tiếp. Đột nhiên khóe miệng hắn giật một cái. Đường chủ. Không cần hắn nói tiếp, chỉ thấy Tạ Cửu Thần Đường chủ tự nhiên nói không ra lời, mắt trợn trừng sắp rơi ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy phía dưới, một người một thú vừa rồi còn chiến đấu khí thế hừng hực, chẳng biết lúc nào, tự nhiên kề vai sát cánh, thật giống như cùng một người còn kém chút nữa ôm nhau ở cùng một chỗ. Kim thân thiết tí viên trước đó vẫn hung hăng hằn học, muốn xé rách Trương Huyền thành mảnh nhỏ, lúc này đang vỗ vai Trương Huyền, bộ dạng ta bảo bọc ngươi, đầy nghĩa khí. Không chỉ hai người khiếp sợ đến mức cắn đầu lưỡi, mọi người khác xem náo nhiệt khóe miệng mỗi người cũng co giật, không hiểu ra sao. Đây là, tình huống gì? Vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống, chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Thế nào, trong nháy mắt, lại như vậy? Cho dù hai người trước đó quen biết. Cũng có một dấu hiệu. Hiện tại chợt kinh chợt sợ, làm cái gì vậy? Vừa rồi thời điểm chiến đấu,
ta dường như nhìn thấy được người thanh niên này, lợi dụng truyền âm nhập mật nói gì đó. Kim thân thiết tí viên lập tức thay đổi thái độ quá lớn. Thay đổi với tốc độ nhanh như vậy, có thể có liên quan đến tới nội dung hắn nói hay không? Giang Nam Bình không nhịn được nói. Trước đó, có chút thất thần, phía dưới lại xuất hiện kết quả. Lần này từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã mở to hai mắt nhìn, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Bởi vậy, một người một thú phía dưới thay đổi thái độ mặc dù nhanh, vẫn khiến cho hắn thấy được manh mối. Lại ở thời điểm thiết tí viên chiếm thượng phong, môi người thanh niên mấp máy, hình như sử dụng truyền âm nói gì đó. Sau đó, man thú vừa rồi thoạt nhìn còn giống như có kẻ thù giết cha, lại lập tức giống như rút gân, thay đổi thái độ lớn. Ta cũng thấy được, chỉ là, nói một câu, khiến kim thân thiết tí viên thay đổi thái độ. Điều này, không thể nào đâu. Vẻ mặt Ngụy Hữu Đạo vẫn mơ hồ. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng, người đã thấy đánh một trận, khiến Tật Phong Lang ngoan giống như chó Nhật, đánh một quyền khiến hổ đầu thú nằm xuống giả chết chưa? Giang Nam Bình nói. Ta, Ngụy Hữu Đạo cứng đờ. Không phải tận mắt nhìn thấy, nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình giống như chưa tỉnh ngủ, khiến cho hắn cảm thấy rất nhiều man thú phía dưới, không phải là cố ý nhường. Cho dù thái độ thay đổi, kim thân thiết tí viên cũng không có khả năng nhường để cho hắn qua được. Nó là thú sủng tốt nhất của trưởng lão, đã đáp ứng bảo vệ cửa ải cuối cùng, chắc hẳn sẽ làm tròn trách nhiệm. Lại nhìn một hồi, thật sự không hiểu nổi đối phương rốt cuộc làm sao làm được, Ngụy Hữu Đạo không nhịn được nói. Cho dù người này sử dụng phương pháp đặc biệt nào, có thể khiến cho mấy man thú trước mặt nhường, vậy chắc chắn sẽ không được. Con man thú này lại là thú sủng tốt nhất của trưởng lão thú đường, từ lâu đã nhận mệnh lệnh, liều chết trấn thủ cửa ải cuối cùng. Cho dù có thể sử dụng ngôn ngữ gì mê hoặc nó không động thủ. Muốn thông qua, khẳng định vẫn không có khả năng. Còn chưa nói dứt lời, hắn liền nghe được giọng nói lanh lảnh của người thanh niên phía dưới vang lên. Viên huynh, ta muốn qua, huynh nhường đường một chút. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, kim thân thiết tí viên vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Hoàn toàn không có chút do dự nào, tránh ra khỏi thông đạo. Ngay sau đó móng vuốt cực lớn giơ lên, phất tay chia tay. Ta thấy, hình như nó không làm tròn trách nhiệm. Giang Nam Bình nói. Ngụy Hữu Đạo. Cùng kim thân thiết tí viên cáo biệt. Thiên đạo đồ thư quán chiếu xuống, bất kỳ chỗ thiếu hụt nào cũng không thể tránh được. Con thiết tí viên có chút vấn đề tự nhiên. Trương Huyền nói cho nó phương pháp giải quyết, đừng nói nhường đường. Cho dù bảo nó lập tức thay đổi tín ngưỡng, biến thành thú sủng của mình, khẳng định nó cũng không sẽ từ chối. Man thú, chỉ cần không có bị thuần phục triệt để, ký kết khế ước, thay đổi chủ nhân không có bất cứ vấn đề gì. Thật giống như thanh ưng thú trước đây, Mạc Vũ tốn giá trị cực lớn, thật vất vả bồi dưỡng được cảm giác tín nhiệm, lại thua Trương Huyền điên cuồng đánh một trận. Rất nhanh, đi tới điểm cuối của 10 lồng thú, Trương Huyền vỗ bàn tay, một ánh sáng lóe lên. 10 lồng thú khiêu chiến thành công. Cái này, thông qua, sử dụng bao nhiêu thời gian? Tạ Cửu Thần nhìn xuống hỏi. Cái này, khóe miệng Ngụy Dư Thanh trưởng lão co giật. Đại khái, thời gian nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ. Lông mày Tạ Cửu Thần đường chủ giật loạn. Bình thường khiêu chiến 10 lồng thú, phải một canh giờ. Một chén trà nhỏ, là một khắc đồng hồ, cũng chính là 1/8 canh giờ. Nửa chén trà nhỏ. 11/6 thời gian lại thông qua 4 cửa ải, đánh bại 10 con man thú. Mấu chốt nhất chính là, 8/10 thời gian của hắn, đều sử dụng để đi trên đường. Thật sự tiếp xúc, giao đấu cùng những con man thú này, cũng chỉ 10 mấy lần hít thở. Ngụy Dư Thanh trưởng lão tiếp tục nói. Thời gian uống cạn nửa chén trà khiêu chiến 10 lồng thú thành công đã rất nghịch thiên. Thời gian người ta thật sự tiếp xúc và va chạm, tổng cộng mới sử dụng 10 mấy lần hít thở. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ có người trả lời như vậy, hắn khẳng định cảm thấy nói dối cũng không biết đường. Tạ đường chủ, ta tính thông qua không? Lông mày đang giật loạn, chỉ thấy người thanh niên đi tới trước mặt. Thông qua, thông qua. Tạ Cửu Thần gật đầu. Chương 700, ta muốn khiêu chiến 10 lồng thú, hạ 2. Nếu như vậy cũng không tính thông qua, vậy thế nào mới qua? Vậy, máu linh thú của ta. Người thanh niên nhìn qua. Đi tới đài cao, ta sẽ đưa cho ngươi ở trước mặt mọi người. Tạ Cửu Thần mỉm cười. Có người xông qua 10 lồng thú là công lao và thành tích của hắn trong thời điểm thân là đường chủ,
tất nhiên hắn cần tuyên truyền lớn cho bốn phương một hồi, để cho tất cả mọi người biết. Được, Trương Huyền biết mục đích của đối phương, cũng không nói nhiều. Rất nhanh mấy người từ trong sân này đi ra, đi tới đài cao. Các vị thuần thú sư cùng với bằng hữu tới thú đường, nói vậy bữa tiệc sông 10 lồng thú lần này, các vị cũng đều thấy được. Đi tới đài cao, Tạ Cửu Thần tiếp nhận hộp ngọc do một vị trưởng lão đưa tới, nhìn quanh một vòng, giọng nói sang sảng. Thật lợi hại. Không biết vị thuần thú sư này tên gọi là gì. Sau này hắn lại là thần tượng của ta. Ta phải lấy hắn làm mục tiêu, cố gắng phấn đấu. Lấy hắn làm mục tiêu. Ngươi không cảm thấy cái khởi điểm này xác định quá cao, sau đó tuyệt vọng sao? Ta xem, vẫn là lấy Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình bọn họ làm mục tiêu mới tính làm đến nơi đến chốn. Thật sự không được, lấy đám người La Đường, Phương Tiến làm mục tiêu cũng được. Vậy ngược lại cũng đúng. Phía dưới ổ lên một mảnh. Mới vừa rồi còn tranh tới mặt đỏ tận mang tai, La Đường, Phương Tiến, Ngụy Hữu Đạo, Giang Nam Bình nghe được lời bàn luận, mỗi một người mặt đỏ tới mang tai, hận không thể có kẽ nứt nào chui vào. Trước đó mỗi người đều cảm thấy thú đường tại Hiên Viên Vương quốc ta lợi hại nhất. Bây giờ mới biết, muốn lấy người ta làm mục tiêu, cũng không thể. Nửa chén trà nhỏ xông qua 10 lồng thú, loại thành tích như vậy, suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta tuyệt vọng. Thông qua 10 lồng thú, thưởng một giọt máu linh thú. Đây là quy định thú đường đã sớm lập được, ai cũng không thể thay đổi. Nếu vị trương thú sư này thành công, ta hiện tại lại trao tặng phần thưởng. Giọng nói của Tạ Cửu Thần đường chủ vang lên. Nói một hồi, hắn mở hộp ngọc trong tay ra, quả nhiên thấy một giọt máu, xoay quanh ở trong cái bình đặt bên trong đó, khiến người ta một loại lực ép cường đại. Máu linh thú. Trương thú sư, chúc mừng. Biểu diễn cho mọi người xem xong, Tạ Cửu Thần cười khanh khách đưa qua. Ừ. Trương Huyền vội vàng cầm hộp ngọc ở lòng bàn tay. Mục đích lớn nhất hắn tới thú đường chính là vì cái này. Hiện tại máu thú tới tay, tâm tình thật tốt. Được rồi, ta hy vọng từ nay về sau, thú đường chúng ta, đều có thể lấy trương thú sư làm gương, cố gắng tu luyện, khiêu chiến 10 lồng thú chứng minh thực lực. Biết đây là cơ hội tốt nhất để tuyên truyền, Tạ Cửu Thần đường chủ vuốt vuốt chòm râu, cười lớn một tiếng, nhìn quanh một vòng. Chỉ cần sau này, bất kể ai khiêu chiến thành công, thú đường đều sẽ ban tặng một giọt máu linh thú làm phần thưởng. Máu linh thú có ý nghĩa như thế nào đối với thuần thú sư, nói vậy không cần ta nhiều lời, tất cả đều rõ ràng. Các vị, nỗ lực lên, chỉ cần cố gắng, cũng không phải không có khả năng. Hai cánh tay vung lên, Tạ Cửu Thần đường chủ cười to. Không thể không nói, cử chỉ và lời nói của hắn lần này rất có lực kích động. Trao phần thưởng trước mặt mọi người, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy được nội dung phần thưởng. Sau đó lấy Trương Huyền làm thí dụ, tiến hành khích lệ đối với mọi người. Hắn vừa nói xong, phía dưới xôn xao một mảnh, không ít thế hệ trẻ tuổi, đều kích động sắc mặt đỏ ửng, siết chặt nắm đấm. Hiệu quả của máu linh thú, bất kể đối với người hay là thú đều có cực trợ giúp lớn. Mỗi một giọt đều có giá trị cực lớn. Loại phần thưởng này, ai cũng không có cách nào từ chối. Có người thông qua 10 lồng thú, vì sao ta không thể? Trong lúc nhất thời, quần chúng xúc động, mỗi người đều hăng hái giống như uống máu gà. Đường chủ, ta cũng muốn khiêu chiến 10 lồng thú. Ta cũng muốn thử xem. Trong thời gian mấy hơi thở, lại có mười mấy thuần thú sư xông lại, nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy được bộ dáng mọi người kích động như vậy, Tạ Cửu Thần đường chủ thỏa mãn gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy người thanh niên cách đó không xa thu hồi máu linh thú, cũng dùng đôi mắt mong chờ nhìn qua. Đường chủ. Nếu người người đều có thể khiêu chiến 10 lồng thú, ta khiêu chiến lần thứ hai, sẽ không có vấn đề gì chứ. Trước đó, hắn từ trong tay Lâm Nhược Thiên nhận được hai giọt, chỉ khiến cho hắn nắm giữ lực lượng 9999 đỉnh mà thôi, chưa từng đột phá chí tôn. Thêm một giọt nữa, cho dù có hiệu quả, muốn cho hắn đạt được chí tôn đỉnh phong, cũng còn kém rất xa. Muốn giúp Lộ Trùng báo thù, thực lực này là yêu cầu thấp nhất. Cho nên, cần có càng nhiều thú huyết. Ngươi nói cái gì? Tạ Cửu Thần đường chủ sửng sốt, không kịp phản ứng. Ta nói, vẫn muốn khiêu chiến 10 lồng thú. Trương Huyền nói, vẫn muốn khiêu chiến. Khóe miệng Tạ Cửu Thần giật một cái. Ngươi không phải vừa thành công sao? Đúng vậy, ngươi vừa nói qua, bất kể ai khiêu chiến thành công, qua một lần, là có thể nhận được một giọt máu linh thú. Ta còn cần càng nhiều máu linh thú hơn, cũng muốn tiếp tục khiêu chiến.
Trương Huyền nghiêm túc trả lời. Tiếp tục, thân thể Tạ Cửu Thần Đường chủ thoáng một cái. Ngươi trong thời gian uống cạn nửa chén trà là thành công. Nếu cứ quét tới quét đi như vậy, thú đường chúng ta còn không phải trực tiếp phá sản xếp. Máu linh thú, vật chân quý như vậy, cho dù thú đường tại Hiên Viên Vương quốc, cũng không tích trữ bao nhiêu. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu, bẻ ngón tay tính toán. Yên tâm đi, để cho ta liên tiếp khiêu chiến 20 lần, kiếm lấy 20 giọt máu linh thú là được. Ta không tham nhiều. Thân thể Tạ Cửu Thần Đường chủ thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 700.